đón tiếp quý vị. Vậy xin Đức Chúa Trời ngày ban phước cho từng quý vị và thông qua buổi một ngày hôm nay từ 9:30 cho đến 3:30 à, quý vị ông bà anh chị em cũng được vui khỏi trong Chúa và chúng ta được nghe nhiều lời Đức Chúa Trời phán dạy về chúng ta. Khi chúng ta lên núi xong, chúng ta phải xuống núi đem tin lành cứu rỗi của Chúa cho nhiều người ở khu vực hội thánh chúng ta. Xin Chúa Đức Chúa Trời ban ơn cho quý vị ông bà anh chị em. Rồi tôi sẽ xướng tên các hội thánh. Rồi quý vị hội thánh chúng ta sẽ đứng lên và chúng ta sẽ cùng chào. Tôi sẽ không có nói tên mục sư nhưng tôi sẽ nói hội thánh và các quý mục sư cũng như các quý tín đồ sẽ đứng dậy thăm. Rồi hội thánh đầu tiên là hội thánh Alip. Xin mời hội thánh Alip với là các tín đồ đứng dậy. Hội thánh mình thân cảm ơn Chúa là cảm ơn hội thánh. Hội thánh thứ hai là hội thánh Ân Điển. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Hội thánh thứ ba là hội thánh Austin. Cảm ơn Chúa, hội thánh Austin đã gửi những tôi tớ Chúa, những người đã lo bữa ăn chúng ta cả ngày hôm nay, quý vị cảm ơn Chúa lắm. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Rồi tiếp tục là hội thánh Grand Prairie. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn thánh. Rồi tiếp tục là hội thánh Nebraska, Louisiana. Yeah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Hội thánh rất là xa. Rồi tiếp tục hội thánh Thi Thiên. Cảm ơn Chúa, hội thánh Thi Thiên đến sớm nhất quý vị. Tiếp tục là hội thánh Redeemer, hội hay gọi là hội thánh Cứu Ân. Yeah, hội thánh Cứu Ân rất là vẫn đang trẻ xem. Rồi cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin Chúa ban phước cho quý vị được đầy dẫy thần linh của Chúa cũng như thông qua lời của Chúa hôm nay, đàn nam giới và nữ giới được ơn cũng như Đức Thánh Linh ở cùng thể trị chúng ta trong mọi vấn đề, mọi nhu cầu hội thánh. Ồ đúng rồi đó, tôi quên hội thánh mình. Mỗi khi làm mà quên việc nhà đó là hỏi đấy. Rồi xin kính mời hội thánh lời Chúa cùng đứng dậy. À, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. À, bây giờ xin ủy viên phụ nữ là bà Trần Vân Hạnh sẽ lên để có lời cái khí hậu ở tại Houston nó rất là nóng, nhưng mà tôi thấy cái tình cảm của hội thánh lời Chúa dành cho mình là nóng hơn nữa, rất là ấm áp. À, từ khi quý vị bước xuống xe đã có sự tiếp đón nồng hậu rồi, và vào hôm nay thì chúng ta lại có những cái buổi điểm tâm rất là cảm ơn Chúa. Xin thay mặt cho đoàn nam giới và phụ nữ kính cầu chân thành cảm ơn với một riêng tại hội thánh lời Chúa, ban chấp hành cũng như ban phụ nữ, ban nam giới cùng các con cái của Chúa đã tiếp đón hội đồng rất là nồng nhiệt và đã giúp cho hội đồng có một cái mong muốn rất là thành công. Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ công khó và lo cho hội đồng ngày hôm nay. Sau đây thì tôi cũng có một vài thông báo. Là thứ nhất là sau cái giờ nhóm buổi sáng đó, tức là trong chương trình từ 11:30 mình chấm dứt, thì xin mời tất cả quý anh quý bà bước ra ngoài cái cửa chính á, dưới cái banner chào mừng đó, để chúng ta có một bức hình lưu niệm chung với nhau, và sau đó chúng ta sẽ có một buổi ăn thông thông chung ở phía sau này. Và sau giờ này đó thì quý ông sẽ có cái phòng nhóm ở phía sau, và tất cả quý bà thì ngồi lại ở phòng nhóm này. Và xin có cũng cảm ơn hội thánh Thi Thiên là mục sư đã cho biết là có một tín hữu đem mask á, không biết để mà trước cái thế nào đó, thì ông có muốn dân một số mask cho quý vị nào cần thì cứ ra ngoài bàn đó để lấy về dùng. Và xin cảm ơn quý vị. Còn giờ này thì có thể là chia ra một chút của mình. Bây giờ rồi đến giờ chúng ta phải xin bye bye với mấy quý bà, cho nên là mấy ông you can kiss your wife bye bye and then
Xin mời quý ông vào phòng chim phòng đa dụng thì để chúng ta sẽ bắt đầu dạ bây giờ các em chim nhiên các em dạ các em nhìn cái bảng như là children ministry thì các em sẽ đi theo người hướng dẫn theo cái bảng đó để các em về hỏi với em. Xin cảm ơn anh có gì theo theo sự thông báo của tổ chức, ban tổ chức thì xin mời các quý bà chúng ta gom về hai cái dãy nữa, tất cả quý bà chúng ta gom về hai dãy nữa, chúng ta gom bên trên này. Xin mời tất cả quý bà chúng ta gom về hai dãy nữa, chúng ta gom càng xuống lên trên càng tốt. Xin một lần nữa mời tất cả các quý ông ra ngoài sau, phần lớn của quý ông ở ngoài sau. Xin mời tất cả các quý bà chúng ta vô biểu và chúng ta vô mặt xuống lên càng tốt. Xin cảm ơn. The radiation and you need to keep it hard. Lời Chúa có chép rằng: Hỡi Đức Chúa Trời tại giữa đền thờ Chúa, chúng tôi có tưởng đến sự nhân từ Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời danh Chúa thể nào, thì sự lời khen Chúa thể ấy cho đến các đồng cùng trái đất. Đức Chúa Trời là cứu Chúa của mỗi chúng ta. Ngài là đứng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời, không hề thay đổi. Đứng yêu thương nhân từ và thành tín, Ngài yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng. Không chỉ so bằng tình yêu mà cứu Chúa dành cho chúng ta, dù trời cao hay là biển lớn, nhưng Chúa Giêsu yêu chúng con hơn. Nhân đó mà lòng chúng con say sưa ca khen Ngài không thôi. Thì này xin hội thánh cùng hòa lòng tôn vinh Chúa bài thánh ca, ca ngợi Chúa tôi. Thank you.
trong ngày con có sự bình an, trong ngày con ánh sáng cho đường lối con. Xin lời Chúa soi sáng mỗi bước chân chúng con mỗi ngày. Vì Chúa ơi, chúng con là gì? Chúng con là bà, chúng con là cô, chúng con là chị em trong gia đình, là những người nữ hèn mọn trong đền thánh của Ngài. Chúng con cần luôn ngày Chúa luôn luôn. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi của con. Xin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Nhiều lần lòng kinh hãi, xem thường như mất lối, mãi vẫn đi về cạnh con hàng ngày. Con sẽ không nao núng, Chúa luôn gần con mỗi bước. Nguyện xin đi gần con mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Đồng thời con ghi nhớ Chúa thương yêu con mỗi bước, dù lắm khi con còn đi lầm đường. Giê-xu sinh năm giá, Chúa luôn cầm tay vững chắc. Nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như nay trái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Sự thật phượng phải lẽ, lời tôn vinh Chúa được Chúa đẹp lòng như một buổi lễ thơm dâng lên cho Ngài. Xin thần linh Chúa bao phủ trên hội đồng của chúng con. Ngài nhìn thấy từng tấm lòng của chúng con khát khao hướng về Ngài. Thì giờ này, lòng của chúng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Nhìn nơi kia khát khao giàu, được mát như con thèm khát chính Chúa Cha con đó. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Nơi Ngài vì Giê-xu Chúa dâng đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Lòng con trông mong nơi Ngài như thế nay kia thèm khát nước suối cho ngọt êm. Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu và đến tôn thờ Ngài. Chỉ có Chúa được con nương con dựa, và chỉ có Chúa nâng tâm linh con thơ. Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu mà để tôn thờ Ngài. Tâm linh con chỉ mong được nơi Ngài, vì chiến sơ Chúa dám được
chờ được về đây cha và thờ kính cha đời đời. Chỉ có Chúa đã con đường con giữa và chỉ có Chúa đắp tâm linh con thơ. Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng Chúa Giêsu và đến tôn thờ Ngài. Và rất là cảm ơn Chúa được cơ hội để giúp cho tất cả con dân Chúa và quý phụ nữ của chúng ta được hội họp, Chúa ban cho một địa điểm tốt đẹp để đến cùng thờ phượng Chúa với tư cách của là đoàn trưởng của đoàn phụ nữ của giáo hạt Hoa Kỳ. Tôi trong ơn của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, tôi xin tuyên bố phần của hội đồng buổi lên cùng Tây Nam được kiến thức khai mạc, được nguyện xin ơn Thánh Linh của Chúa và đấng ban ơn cho lời của Ngài cũng như cho tấm lòng của mỗi chị em của chúng ta được nhận lấy lời của Chúa. Và chúng ta cùng đọc cái câu khẩu hiệu của cái hội đồng ở trước cái chương trình. Chúng ta thấy nói về lời của Chúa, lời Chúa, cái chủ đề của hội đồng của linh của chúng ta là lời Chúa và đời sống người phụ nữ. Nên xin quý cô cùng tôi đọc chung cái lời kinh thánh ở trong phục truyền luật lệ ký đồng tháng câu 3 phần B. Chúng ta cùng đọc chung hai lần. Loài người sống không chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán từ miệng Đức Giê-hô-va. Loài người sống không chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán từ miệng Đức Giê-hô-va. Xin cảm ơn Chúa. Xin mời đồng sư. Xin quý bà hiệp chân với tôi dâng từ giờ này dâng trọng ngày hôm nay của chúng ta đây cho Chúa. Tế là Chúa là Cha đời đời, là Đức Chúa Trời quyền năng, công bình yêu thương của chúng con. Con tạ ơn Chúa vì tình yêu của Chúa luôn ban của chúng con, và Chúa yêu chúng con bằng tình yêu đời đời. Chúa lựa chọn chúng con những người phụ nữ được ở trong nhà Chúa, chúng con được làm con cái của Chúa. Và Chúa ơi, con tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng con, Chúa luôn chăm sóc, Chúa luôn bảo vệ và Chúa quan tâm trong cuộc đời của chúng con. Chúa biết được những nhu cầu của chúng con để rồi Chúa cho chúng con có thì giờ phước hạnh trong ngày hôm nay để chúng con cùng hợp nhau dưới bề chân của Chúa, chúng con cùng thông công trong lời Chúa, chúng con cùng thông công trong tình yêu thương của chị em của chúng con, và chúng con được dành thống trong đặc quyền của Ngài. Lại Chúa yêu dấu của chúng con, xin Thánh Linh của Chúa ở cùng với chúng con trọn ngày hôm nay. Con xin Chúa ban ơn trên mọi chương trình, mọi sinh hoạt của ban phụ nữ của chúng con trong ngày hôm nay, để rồi Chúa cho chúng con được ơn của Ngài và Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng con vào trong lẽ thật của Chúa, để rồi cho mỗi người chúng con được sự khỏi vui trong lời Ngài và chúng con được sự phước hạnh. Con cảm tạ ơn Chúa. Lạy Cha kính yêu của chúng con ơi, xin Chúa ở cùng chúng con, xin Chúa cho chúng con mở mỗi người chúng con mở tấm lòng của chúng con ra, để rồi chúng con nhận lấy lời Chúa và chúng con được sự khích lệ, được sự lớn lên trưởng thành ở trong Chúa, để rồi chúng con về lại hội thánh địa phương của chúng con và chúng con năng nổ đứng dậy để lo công việc Chúa một cách phước hạnh. Con tạ ơn Chúa. Lạy Cha nhân từ của chúng con ơi, xin Chúa ở cùng chúng con. Chúa ban ơn từng tiết mục trong chương trình. Chúa ban ơn cho bà Trần Văn Hạnh được ơn của Chúa trong khi hướng dẫn chương trình. Chúa ban ơn cho bà đoàn trưởng trong sứ điệp được lan ra, để rồi Chúa cho được ơn của Chúa, từng lời của Chúa dần thấm trong tấm lòng của mỗi chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa và xin Chúa cũng ở cùng mỗi chúng con với tấm lòng nhẹ nhàng,
là vui thỏa để được chúng con đón nhận lời của Chúa cho chính đời sống của mình. Con cảm tạ ơn Chúa, lại trai nhân từ của chúng con ơi, xin Chúa ban ơn cho chúng con, nâng đỡ chúng con, những bao phủ chúng con trọn ngày hôm nay ở trong những quyền của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Thì xin mời đoàn thư đứng để chúng ta đọc trong thánh đối đáp trong Thi Thiên 19 từ đoạn 1 đến đoạn 19 từ đoạn 1 đến đoạn 14. Xin quý cụ quý bà vì sức khỏe không thể đứng được thì cứ ngồi không có sao hết. Tôi xin đọc trước một câu và mời hội đồng đọc câu kế tiếp. Thi Thiên 19 từ đoạn 1 đến đoạn 14. Các tầng trời loan truyền vinh quang của Thiên Chúa, bầu trời bày tỏ công trình của Ngài. Chẳng có tiếng nói hay lời phát ra, chẳng ai nghe được tiếng chúng. Mặt trời giống như tân lang rời khỏi loan phòng, giống như người lực sĩ thân quan tham dự cuộc đua. Luật pháp của Chúa hằng hữu là toàn hảo, hồi sinh linh hồn. Lời chứng của Chúa hằng hữu đáng tin cậy, khiến người chân chất nên khôn ngoan. Sự kính sợ Chúa hằng hữu là thanh sạch, hằng còn mãi mãi. Các sắc lệnh của Chúa hằng hữu là chân thật, đều không bình cả. Thật, bởi chúng mà đôi tớ Ngài được cảnh báo, người nào vâng theo đều được lợi ích lớn. Cũng xin Chúa giữ cho tôi tớ Ngài khỏi các tội tiêu căng, nguyện các tội ấy không tha trị con, thì con sẽ trọn lành và vô tội về nhiều sự vi phạm. Dạ, xin cảm ơn mọi người, xin kính mời mọi người ngồi. Giờ này thì chúng ta có một tiệc thánh ca từ hội thánh Thi Thiên, rất là đặc biệt vì chúng ta sẽ có quý ông phụ quý bà trong bài hát này. Xin kính mời hội thánh Thi Thiên lên để ca ngợi Chúa và qua lễ trang chuẩn.
Jesus Christ yêu hoa huệ, vì chính sao mai ra người, ngài vui tươi đây sinh đến thay phán quân muôn người. Jesus Christ thánh linh thương con, lão ta mong chân vì cha, ngài còn ta che tôi khi tin mà xâm phạm ngài. Vì yêu thương Chúa tôi xin quyền, xa biết bao nhiêu thương mình, lòng tôi đây chưa đem đến nhân sự cho an ninh. Cầu vì nhân gian biết che chắn, tâm phục xa tâm đẹp tôi, vì nhờ Giê-xu đáp đến tham biết đến lại. Ông Giê-xu biết yêu hoa huệ, nhưng tình sao mai ra ngồi, ngày vui tươi đây xin đến tay bác quân buồn đời. Mọi người đến sau với đức tin, đăng ký là nơi giam mình, ngày tâm không ra tôi không có tôi đi một mình. Đưa lên bao vũ chúng quân quân, anh không nằm thăm tôi thôi, đưa nà nà chưa ba muốn nhắn nói thay lời rồi. Rồi tôi bay lên nơi mình quý, thay cho những nhạc nhạc sinh, cho một nước khác đến giấy của ra một mình. Ở Jesus Christ yêu hoa hề, nhìn tình sau mai cho người, ngài vui tươi đây xin biết thay mắn của muôn người. Và cảm ơn quý ông đã phụ giúp cho quý bà rất đặc biệt. Trong mỗi cuộc đời của chúng ta, Chúa làm việc một cách kỳ diệu. Giờ này chúng ta sẽ nghe lời làm chứng của bà Nguyễn Phúc Quy về cuộc đời theo Chúa của bà. Giờ xin mời bà Nguyễn Phúc Quy. Em xin kính chào sư trưởng, sư quý và sư nặng và tất cả các chị em thương Chúa, tình yêu thương của ngài. Rất là rung khi chị Hạnh mời để có 5 đến 10 phút tập chứng để tìm Chúa làm cho gia đình. Lúc anh thường thường là hay xem bánh nô, nhưng mà mình nghĩ lại nếu Chúa buồn thì sao? Sợ là buồn lắm Chúa, ngăn nhờ để Chúa thì ra cho Chúa. Thì bây giờ mình không làm, cái chuyện nào mình phải làm. Đâu có ai mà cũng được có cơ hội như vậy. Nên em xin cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúa đã cho em có cơ hội đến đây để chia sẻ quyền năng về sự cầu nguyện qua lời của Chúa. Mình học lời của Chúa, mình cầu nguyện với Chúa, mình nhân với Chúa thì những gì Chúa làm cho gia đình. Thì trong tháng 11 vừa rồi á, thì mẹ của em bị bệnh rất là nhiều. Bà nằm ở trong nó sinh hơn 4 năm rồi. Thì khi mà bị liệt hai cái chân không có đi á, thì khi mông dưới nó bị lở ra, thì má em bị bệnh rất là nhiều. Em chỉ là người chăm sóc má từ lúc má bị bệnh cho tới bây giờ luôn, vừa đi làm vừa mỗi ngày đã vừa thăm má. Nhưng mà cảm ơn Chúa, nếu mình không có Chúa mình làm không nổi. Mình biết lời Chúa dạy là không thể nào làm của mình. Giống như trong sách Giăng đoạn 15 câu 5 phần B nói là vì ngoài ta ra các ngươi chẳng làm chi được. Ôi, mình cảm ơn Chúa về điều đó. Khi mình nghĩ đến lời của Chúa, con biết Chúa đi cùng với con. Mỗi ngày học lời Chúa cầu nguyện. Chỉ có một buổi sáng đó thì cũng nguyện cho Chúa nói là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thân tính ngài thì lớn lắm. Chúng ta thương là 33 ô lời của Chúa đụng mình mà nói thì tình lời của Chúa thật là thành tính. Và tại sao mình không có chọn dâng hết 100% cho Chúa? Ở đây mình nói mình cầu nguyện mà mình chạm nôn giờ ráo mình lo những thứ hết, nhưng mà mình làm không được, làm không nổi, mệt quá, nhiều lúc đuối rồi chỉ có ngồi mà khóc. Mà thương với Chúa mà khóc con hẳn nổi. Thành ra khi một ngày mà bác sĩ gọi nói là má cô đã ngủ 4 ngày rồi, không thức dậy, không ăn uống. Mà mình biết là má cũng tới tới giờ đó, nhưng mà mình còn với Chúa cười.
Chúa đừng có để cho má con bị đau. Xin Chúa cho má con có sự bình an. Và nhà hội thánh Austin lúc nào tuần nào cũng có cầu nguyện hoa dương là cầu nguyện cho má và bản thân mình cũng cầu nguyện. Thì lúc đó mình mới thực sự ok, Chúa con dâng hết, con không làm nổi nữa thì Chúa làm đi, để con hiểu được là Chúa nói là mình có đức tin trong Chúa thì mình hy vọng mình sẽ gặp được mẹ. Mẹ cũng là người tin Chúa thì mình cũng cầu nguyện, mình đọc kinh thánh đi, kinh 23 má cũng nhớ, mình cũng nhớ. Thì chỉ có lời của Chúa thôi. Nếu mà không có lời của Chúa thật sự không có làm gì được đó. Chúa ban cho mình cái sự bình an lạ lùng lắm. Thì khi bác sĩ gọi nói là cô chuẩn bị đi, tôi cho má của chừng 2 tuần thôi. Thì lúc đó là nói Chúa ơi, con thật sự để chào hết cho Chúa. Con hiểu được là Chúa có chương trình cho mỗi người chúng con. Thì trong sách Roma 8:8 nói là mọi sự hiệp lại là bất cứ kẻ luôn với Đức Chúa Trời, là cho những kẻ theo ý định của Ngài đã nội. Mà mẹ của con cũng đã tin Chúa, chúng con cũng tin Chúa, chúng con cũng cầu nguyện. Bây giờ thực sự là chúng con buông tay, rồi chúng con biết Chúa có chương trình tốt đẹp cho mẹ của con. Thì nha, chuyện gì xảy ra cũng được hết, con đã sẵn sàng. Mà thật sự khi mà mình nói mình con nghĩ như vậy rồi á, cái sự bình an trước con lạ luôn á. Cancel vacation với những anh chị em trong hội thánh luôn mà không sao, cái đó chuyện nhỏ không sao hết. Cứ nhà mình chờ đợi coi Chúa làm sao. Thì đến ngày thứ tư thì má tỉnh dậy. Má tỉnh dậy ăn uống bình thường, hỏi tươi tỉnh lắm, hỏi ủa mấy hôm nay sao má ngủ nhiều vậy. Má nói đâu ngủ đâu, tao đi chơi. Bà nói là có một ông vua đến cái nursing home đó dắt má đi chơi. Đi chơi đến 4 ngày má nói thôi, tôi còn hai đứa con gái, tôi về đi. Thì ông nó nói dẫn về, thì về nursing home thôi. Thì tôi nói em có mặt ở đó thì em chỉ cười thôi. Má nói biết vua đó là ai rồi, má cứ thấy quen không. Má nói ta nghĩ là ông Chúa Giê-xu. Má nói ồ cảm ơn Chúa, tức là tâm linh của má đã dựng nghĩ đến Chúa. Nghe đến đó thì nó làm cảm ơn Chúa vô cùng. Tức là cái sự cầu nguyện của mình á, Chúa nhận lời. Nhưng mà không có nhận lời 3 năm về trước khi má bắt đầu bị bệnh. Nhưng mà mới bắt đầu gần đây Chúa bắt đầu mới làm gì thôi. Thì mà nói với má biết là Chúa đã chữa lành bệnh cho má không. Thì từ tháng 11 tới năm nay, thì từ một tháng trước mình có cái conference. Mỗi một 6 tuần thì mình có cái họp meeting về cái planning chuẩn bị cho má sao á. Thì bác sĩ mới nói là vô khám thì cái vết thương á, mà lúc mà bị lỡ bị tròn như là infection nó ăn tới xương là bây giờ tự nhiên lạnh bạc hết, mà nó hiu lại nó còn một chỗ nhỏ xíu vậy thôi. Em chỉ nhìn cái vết thương của má đang chảy nước mắt để em cảm ơn Chúa. Để chị biết là bác sĩ không làm gì được, họ đã bó tay, họ đã nói là cho mình 2 tuần, nhưng mà mình nhờ thầy Chúa, Chúa có chương trình. Tự nhiên như là má em bị lành, bị khỏe, được khỏe, ăn uống bình thường lại. Mà giờ không ăn đồ Việt Nam nữa. Má nói thôi chắc con mệt rồi, khỏi nó ăn cho má nữa. Bây giờ má ăn đồ Mỹ được, con chỉ đem trái cây thôi. Thì mình đi mình vô mình thăm má, mình chia sẻ, mình nói chuyện. Thì má nói, má biết chứ, má không biết Chúa cho chương trình má như thế nào. Tại sao bây giờ vẫn chưa đi được. Nhưng mà không sao, má nên nằm đây. Nhưng mà má có miệng má nói. Thì những người bạn của má gọi hơi thăm, má hay chia sẻ đó. Má nói cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Thì cái đó là cái quyền năng của sự cầu nguyện á. Muốn không có trả lời thì tất thiệt đâu. Nhưng mà mấy chị ơi, mình đừng có nản lòng. Mình cứ cầu nguyện và hiểu rằng là Chúa có chương trình. Theo đúng cái thời điểm đó tự nhiên Chúa làm thôi. Mà em cảm ơn Chúa là em được trải qua những cái đó, em kinh nghiệm. Nên em thấy cái đó đau đớn bên thương thể nó không có gì hết. Nhưng mà mình có Chúa, cái việc làm nó lạ lùng lắm đi. Mà khi mà mình trải nghiệm được rồi, mình mới cảm thấy được cái quyền năng lớn như thế nào. Và từ đó đó là đúng thiệt là Chúa nói mọi sự việc làm thật lại làm tất đó. Nên để yêu mến, mình yêu mến Chúa, mình hát tên lời Chúa, mình cứ đừng có nản lòng, cứ tiếp tục. Thì khi Chúa làm rồi
có Chúa làm thôi. Nhưng mà bác sĩ gọi đó là it's miracle. Thì em nói nothing is miracle to God. In His timing thì gọi với Chúa Chúa làm. Thì em chỉ nhìn lời đó nói amen. So em tin những cái đó thì em chỉ nói với má mỗi ngày cứ cầu nguyện. Ông bác sĩ nằm đâu trước khi khám bệnh cho tôi cầu nguyện. Thì em chỉ có thấy là cái việc cầu nguyện rất là quan trọng trong đời sống đức tin của mình. Mình em chỉ có những lần để chia sẻ để vinh hiển thuộc cho Chúa mọi sự Chúa làm để cho các chị em thấy được cái sự cầu nguyện đó rất là quan trọng và có thực sự Chúa làm việc. Em xin hết. Và rất ngạc nhiên khi tôi giới thiệu là bà Nguyễn Phước Huy phải không? Dạ, nên là chị Hồng rất là thân thương ở trong một tháng. À, tôi xin có một cái thông báo là có chiếc xe truck SMB0770 đang còn nổ máy ở ngoài kia. Thành ra không biết cái xe truck đó của ai. Nếu mà của quý bà thì xin ra tắt máy. Còn nếu không á thì phải coi lại có chiếc xe lạ nào mà vô nổ máy ở trong sân nhà thờ. Dạ, quý bà có chiếc xe truck. Số là SMB0770 còn đang nổ máy. Yeah. Có một cô đi ra rồi. Yeah. Xin giờ này xin mời hội thánh Elip đến để chúng ta lãnh tiền dân. Dạ, xin kính mời quý bà đứng lên để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Kính lạy Chúa và cha nhân của chúng con, giờ này chúng con có một số tiền để dâng lên cho Chúa để làm công việc nhà của Ngài. Xin Chúa này phước phước lên số tiền của chúng con để chúng con làm công việc Chúa trong vinh hiển của ban chào các con thánh nhân này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Và xin mời đồng đạo ngồi. Thưa hồi nãy có một bà cụ muốn lên để làm chứng đó. Dạ thưa buổi chiều có được không cụ? Dạ thưa buổi chiều thì dạ, chúng ta có thì dạ xin dạ để làm buổi chiều. Dạ sau giờ này thì hội thánh Austin sẽ có một cái tiệc thánh ca gần bên Chúa. Xin hội thánh Austin chuẩn bị. Con trong bóng cha, người sáng sớm chưa ban chiều.
tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gặp bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Dù bao lúc có nguy hay khổ đau, lòng đại chúng Chúa luôn thương mọi ngày. Dù trong Chúa không định Ngài luôn ở bên con, gần bên Chúa khiến con luôn bên Giêsu ghé vào một làng kia, có một phụ nữ tên Ma-thê tiếp đón Ngài vào nhà mình. Cô có một người em gái tên Mary ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Còn Ma-thê mãi bận rộn với việc phục vụ nên có đến thưa với Ngài: Lạy Chúa, em con đã bỏ mặc con phục vụ một mình Chúa. Một mình Chúa không để ý đến sao? Xin Chúa bảo nó giúp con. Chúa đáp: Hỡi Ma-thê, con lo lắng và bối rối nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Mary đã chọn phần tốt và phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được. Cảm ơn vì lời của Chúa, xin kính mời hội đồng ngồi. Chúa, kính thưa tất cả quý cụ, quý bà, quý cô, chị em trong các hội thánh trong vùng Tây Nam của
hội thánh vùng Texas để đến đây. Một lần nữa mỗi năm chúng ta có cái phương linh. Rất là cảm ơn Chúa cũng như đã dẫn dẫn dắt tất cả các chị em cùng tới đây. Năm ngoái là tôi cũng đã, tôi nghĩ là được bầu làm năm trước cái năm ngoái. Năm trước nữa là tôi là tự quỷ, nhưng mà năm ngoái là được bầu và tôi đã đến hội thánh tại Austin để mà cùng ngồi với Chúa cùng chia sẻ buổi chiều ở tại Austin khi mà mình có cái hội linh. Nhưng mà năm nay request của cái đoàn nam giới là chúng ta nhắm riêng để tôi có được cái giờ đem lời của Chúa, cái mục đích của đoàn phụ nữ rõ ràng hơn. Tôi cũng đã trình bày với tất cả quý và quản nhiệm của các vùng khi mà tôi họp để cho biết là cái đường hướng của đoàn phụ nữ trong những ngày tới này là điều gì, là sẽ học hỏi lời của Chúa, sẽ biết lời của Chúa. Mỗi phụ nữ của chúng ta sẽ biết lời của Chúa, sẽ quen thuộc, sẽ có cái thói quen lời của Chúa. Nên là chúng tôi bắt đầu khởi xướng và mỗi cái vùng mà người linh chúng tôi đều sẽ hướng về trong các vùng, tất cả các vùng đều sẽ hướng về cái sự học hỏi lời của Chúa, cái sự quý giá để cho tất cả con dân của Chúa, nhất là chị em phụ nữ trong các hội thánh chúng ta đều có cái tấm lòng gần gũi với lời Chúa và sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy cái sự quý giá, sự sống khi mà nói lời người ta không sống bởi bánh. Đức Chúa Giêsu cũng lặp lại khi Đức Chúa Giêsu đối diện với mà người thánh dụ, người ta sống không bằng cái mình bánh mà thôi, người ta sống nhờ lời nói ra từ miệng cái sự hôn này Chúa Trời của chúng ta. Trước khi tôi bắt đầu vào trong cái phần học của Chúa cho với các chị em, thì tôi xin chúng ta một lần nữa đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng con đến với Cha, chúng con cảm ơn Ngài, Cha của Đức Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời toàn năng, đấng tạo dựng nên mỗi người chúng con, tạo dựng nên chúng con trong thân xác này, nhưng mà chính Ngài khi Ngài đem chúng con đến để nhận biết Chúa, được cứu, được biết đến tinh thần, Chúa tạo chúng con, Chúa tái tạo chúng con để trở thành con cái của Ngài, để trở thành càng ngày càng lớn như con một của Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con rất là cảm ơn về sự cứu rỗi của Ngài, và Ngài càng tiếp tục nữa để nuôi dưỡng chúng con như em bé được sanh ra cần sữa, thì chúng con cần sữa của lời Chúa, Chúa chính thánh linh hiện diện làm việc trong chính mình con, để những lời nói ra là những lời Chúa muốn nói ra để nâng đỡ thật sự của từng chị em của chúng con. Buổi sáng hôm nay con rất là cảm ơn Ngài dân thời gian này ở trong sự toàn trị của Chúa. Con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Và tôi có phát cho mỗi người trong cái chương trình là cái tờ outline, cái dàn bài của cái bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay. Ra quý chị em nếu có biết thì tôi có ngay khuyến khích cái tờ giảng tin thánh của con nam phụ nữ anh hèn của tôi cũng vậy, và viết không có nhiều chỗ để viết, nhưng mà là ví dụ như trong cái phần kinh thánh không này nè, cái phần kinh thánh những điều mà chúng ta học, những điều Chúa nhấn mạnh, và để cho Chúa tất cả những cái phần trong kinh thánh đều là để cho dạy dỗ cho tất cả con dân của Chúa để đang sự sống cho con dân của Chúa. Và khi tôi đến cái phần mà học kinh thánh về cái phần của Luca chương 10 38 đến 42, một số chúng ta tôi biết chắc chắn là rất là quen thuộc, cũng nghe giảng nhiều lần, nhưng mà mình thấy nó nhỏ nhưng mà là tôi gọi là tuyệt tác của Đức Thánh Linh. Chú để giữa nhỏ xíu vậy đó, nhưng mà chú để giữa những cái công việc mà Chúa Giêsu đi từ nơi này đến chỗ kia để rao truyền tin lành của Chúa, để dạy cho con dân của Chúa, để huấn luyện các môn đệ. Ngay cái phần nhỏ đó là cái phần
để mà tối trọng. Khi mình nghe cái câu mà Chúa trả lời với Nam Phê, mình sẽ biết là tại sao nó tối trọng. Và cái câu chuyện này là cái câu chuyện, tôi nói là cái câu chuyện thực tế đã xảy ra ở tại nhà của bà Nam Phê. Khi mà Chúa Giêsu đến hầu việc Chúa, trong cái phần khi cùng đi đường với các môn đệ thì Ngài đi bộ không à, từ miền Nam lên miền Bắc, miền Bắc xuống miền Nam, rồi đi ra ngoài vùng chút xíu, ngoài vùng của người ngoại bang, Ngài đi bộ. Ngài đi bộ chung với 12 sứ đồ mà Ngài đã chọn, nhưng mà cũng có các phụ nữ trước đó. Rồi trong chương 6 cũng cho chúng ta biết là có các phụ nữ đi theo để chăm sóc nữa. Nhưng mà cái chủ yếu của Chúa Giêsu là 12 sứ đồ. Và Chúa Giêsu ghé vào một làng kia có một phụ nữ tên Ma-thê tiếp đón Ngài vào nhà mình. Thì cái điều này là cái điều theo cái sự mời á, sự tiếp rước gọi là welcome. Bà Ma-thê này, cô Ma-thê, có thể là ba người Ma-thê, Mary và Lazaro đều không ai có gia đình, single, ở trong ba chị em ở cùng một nhà với nhau. Và trong Giăng chương 11, Đức Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết là Đức Chúa Giêsu yêu Ma-thê, Mary và Lazaro rất nhiều. Thì chúng ta biết được cái mối liên hệ mà Chúa đặc biệt ở trên cái gia đình này. Và tôi nghĩ bắt đầu á là lúc này, lúc là Ma-thê với đoàn sứ đồ, thì Ma-thê thấy Chúa đi từ nơi này tới chỗ kia, thì Ma-thê mời một ngày đó, Ma-thê mời vào trong nhà của mình, giống như buổi trưa, ô đến nhà tôi nghỉ ăn trưa rồi nghỉ ngơi để mọi sự để chúng tôi lo chẳng hạn vậy. Thì có thể là lần đầu tiên mà biết gia đình Chúa Giêsu, biết gia đình của Ma-thê, Mary và Lazaro. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây tại sao Chúa đặt, thì dĩ nhiên trong cái mục vụ của Chúa 3 năm rưỡi, ông sứ đồ Giăng có nói nếu mà chúng tôi viết ra từng điều thì cả thế giới không đủ chỗ để chứa sách. Thành ra đặc biệt cái những phần này là khi mình viết là cả Kinh Thánh thì bởi Đức Thánh Linh hay là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, Chúa có mục đích để Chúa để vào từng chữ, từng thuật ngữ, từng từ mà Đức Thánh Linh để vào trong Kinh Thánh là có ý định để cho công nhân của Chúa. Cái phần mình dịch ra tiếng Việt thì dĩ nhiên không phải là mình nói, có thể nói từng tưởng từ được, nhưng mà là nguyên văn á, mà các đệ tử của Chúa được Đức Thánh Linh soi dẫn, Đức Thánh Linh hà hơi để viết từ sáng tới ký tới thể huyền, là từng cái thuật ngữ trong Kinh Thánh đều có ý nghĩa cả. Không có một cái chữ nào mà dư thừa ở trong Kinh Thánh, cũng không thiếu đầy đủ. Thật ra tôi mới suy nghĩ học hỏi lời của Chúa trong cái phần này, học cái đọc luôn, tôi thấy ngắn có 5 câu, từ câu 38 đến câu 42, chỉ có 5 câu mà thôi. Thì mình hay nghĩ là hôm qua rất là nhanh đọc cái câu chuyện như vậy, là khi mà đào sới xuống thì Chúa Thánh Linh cho mình thấy được cái giống như cái viên ngọc mà mình thường cái viên ngọc trai thì mình thấy mình quý nhưng mà mình không biết giá thiệt nhiều, phải không? Cái hộp xoàn á là chiếu càng sáng rồi mình biết. Bây giờ hộp xoàn cũng làm giả được như thường, nhưng mà là cái sự chiếu sáng của hộp xoàn. Tại sao chiếu sáng? Tại vì họ đem về, họ lọc, họ mài hết những cái đất sét gì trong cái mỏ đó, là đem về họ mới mài khắc để càng nhiều cái khía cạnh của hộp xoàn, thì cái hộp xoàn nó sẽ chiếu sáng. Và khi mà mình học lời của Chúa thì đến với lời của Chúa mình thấy một điều là như vậy đó, là lời của Chúa là vàng, quý hơn vàng, là cái ánh sáng, không phải chỉ là Kinh Thánh, là không phải cái phần Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, nguyên Kinh Thánh không mà thôi, nhưng mà ai sáng trong đó? Đức Chúa Giêsu Christ.
hình ảnh của Đức Chúa Giêsu Christ mình sẽ thấy rõ ràng hơn, mình yêu như bài hát của quý chị em đã hát. Con yêu Chúa nhiều hơn, làm sao để yêu Chúa nhiều hơn, làm sao để biết không biết Chúa để yêu Chúa nhiều hơn, làm sao để biết Chúa. À, cái mối liên hệ cái quan trọng đây là một phần của cái bài này là liên hệ. Và mấy chị em để ý trong cái câu 38, nghĩa là cái câu 38 thì nói là ma thê tiếp đón ngài vào nhà mình. Rồi câu 39 á, cô có người em gái tên là Marie ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời ngài. Sau khi nói là ma thê tiếp đón Chúa là cái thánh để cái phần này lên trước, là Marie là em gái của ma thê ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe. Rồi mới tiếp tục là còn ma thê mãi bận rộn sau đó. Ngắn lắm nhưng mà xúc tích vô cùng mà Đức Thánh Linh muốn cho chúng ta đào xới ra. Mình thấy cái gì cũng vậy, khi mình take time, mình có thời gian, mình nghiên cứu hay mình học hỏi hay mình làm cái gì cũng vậy. Mấy chị em nấu ăn, cô Mela nấu ăn lúc nào cũng là đủ thứ, để sao nó mới có, nó mới có thêm mùi vị ngon, hay là chân hoa rất là đẹp. Thế này có những người có tài, cô trang rất tốt, tôi biết là chân hoa rất là đẹp, tại vì còn phụ nữ có nhờ, nghĩa là có cái skill, có cái khả năng mà mình từng chút mình để ý á, khi mà họp lại, là quá đẹp luôn. Chúa là như vậy, cho chúng ta thấy về Chúa Giêsu không phải chỉ là cô biết về cái thánh mà thôi, kiến thức là quan trọng, giáo lý là quan trọng vô cùng. Tại vì giáo lý là chân lý của Đức Chúa Trời ban cho loài người, những nguyên tắc để mình biết Chúa. Và mình biết Chúa, để mình biết Chúa là sao? Biết cái đấng mà chúng ta tôn thờ. Chúng ta biết cái đấng đó, chúng ta có một cái mối liên hệ đặc biệt với đấng đó. Quý chị em, nếu là những người đã đọc Kinh Thánh rồi, đã đọc nhiều lần Kinh Thánh luôn, thì mình để ý những cái nhân vật trong Kinh Thánh mà Chúa để ra trên thần, như ông Abraham, ông Môi-se, ông David, ông Daniel, ông sứ đồ Phaolô ở trong Tân Ước, sứ đồ Giăng chẳng hạn. Mình để ý những quý vị đó, mình để ý cuộc đời của những vị đó, và cái mối liên hệ của họ đối với Đức Chúa Trời ở trong cửa Tân Ước. Khi mà Phaolô viết những cái lá thư, nghe đọc và nghe và thấy và nhìn, sẽ thấy được cái mối liên hệ của những vị này đối với Chúa. Và Chúa đem họ càng ngày càng gần hơn, và Chúa dùng Đức Thánh Linh đặc biệt. Hôm nay chúng ta sẽ để ý đến Marie. Đức Thánh Linh dùng một cái mẫu mực của một cô sinh bộ, người phụ nữ, và mình kêu không phải là độc thân hả, phải không? Không phải là single mom, nhưng mà single độc thân, thì là tất cả mọi mình, người mình đều là, nếu mà nó dĩ nhiên tôi có chồng đi nữa, trước mặt Chúa tôi là vẫn là người, một người với Chúa, một cái nhân vật, một cái người, a person đối với Chúa. Thế tôi không có yêu Chúa chung với chồng được, tôi không có yêu Chúa chung với Hội Thánh được. Chính tôi một mình với Chúa mà thôi. Thì là đây là cái hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu muốn cho chúng ta được thấy, để chúng ta biết rằng khi mà Chúa đem mình đến, 12 sứ đồ là quý ông, thấy không? Chúa không gọi một bạn nào cả, nhưng mà không có nghĩa là những vị phụ nữ ở trong thời điểm của Chúa cho đến bây giờ, hay là từ sáng thế ký cho đến bây giờ, cho đến khi Chúa trở lại, là phụ nữ là chuyện nhỏ, không có gì hết, đi với bà lo nấu cơm, với bà lo nuôi con, khó. Thế đó những điều chính trong Kinh Thánh có dạy: yêu chồng, yêu con, lo việc nhà, trung tín, trung thành, có. Nhưng mà khi mà nói trở lại là cái mối liên hệ, cái mối quan hệ với Chúa là quan trọng nhất. Rồi Chúa dùng cái phần của Chúa, tôi dạy, tại vì tôi đang dạy về Chúa Thánh Linh, thì khi mình dạy học về điều này, mình biết một điều là khi lên trời thì là mình sẽ ở như thiên sứ, sẽ không có chồng con. Nghĩa là sao?
trong sau khi mà Chúa trở lại đó, Chúa rước Hội Thánh Chúa lên, Chúa trở lại để Chúa làm vua trên mặt đất này. Mình học Kinh Thánh, mình cũng để ý một điều là Chúa ban những cái ta lân. Khi mà Chúa trở lại á, những người năm ta lân thì Chúa nói ồ, ta sẽ cho ngươi cai trị năm thành. Chúa không nói là ông đàn bà. Tôi không biết lúc đó thì tại vì khi mình trở lại với Chúa là cái thân thể mình nó không có như bây giờ nữa, giống như cái sự sống lại của Chúa đó, thân thể sống lại. Thế như vậy tôi muốn nói gì là chúng ta sẽ chuẩn bị. Tôi dạy với bà trong trong Hội Thánh của tôi về Chúa Thánh Linh học quá nhiều, tại vì mình đã không biết cái phần đó nhiều, không nhiều hơn á, để mà chuẩn bị á. Khi mình học mình biết là Chúa chuẩn bị cho Hội Thánh của Chúa để cái ngày Chúa trở lại mình nhiều phần. Em hiểu cái chỗ đứng của mình bây giờ là thế, mà mình yêu Chúa, mình học Chúa, mình biết lời của Chúa, mình biết ý định của Chúa, là khi Chúa trở lại mình chuẩn bị, không phải chỉ chuẩn bị Chúa trở lại không mà thôi, cái đó là một phần mình phải có, mà trong khi mình còn sự sống ở đây, trong khi mình còn từ nhà, trong khi mình còn sức khỏe, trong khi cái thời điểm của mình, có những quý vị có thể biết Chúa trễ hơn, trong cái tuổi của mình cũng không thành vấn đề. Đối với Chúa một ngày như một ngàn năm, thật ra mình mới, ví dụ như mình mới tin Chúa 10 tháng, 2 tháng, 1 năm rồi Chúa cắt mình về, nhưng mà trong 10 tháng, 1 tháng, 1 năm đó mình học với Chúa, Chúa huấn luyện cái gì Chúa sẽ dùng trong tương lai. Nhưng mà mình thấy là cô Hồng nói mọi sự hiện tại mình ít cho kẻ mến với trời, không phải ít ở đây không mà không ít cả đời đời sẽ ít lợi, good, cái chữ good. Và mình cũng sẽ học ở trong cái phần của Mary là Mary chọn người tốt. Thì trong cái phần này là Chúa để cái hình ảnh Mary là sao? Mary ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Kinh Thánh làm cho nổi bật ra, highlight cái phần này. Mary ngồi dưới chân Chúa, mà tôi cũng muốn nói về cái nguyên văn của cái động từ ngồi á, thì nguyên văn là bà được đặt, she was seated, she was, chứ không phải là bà chọn tới đó bà ngồi đâu nha. Cái động từ mà mình kêu bằng thì thụ động đó, trong tiếng Việt mình đọc thì mình nói ok ngồi, nhưng mà trong nguyên văn là she was seated, bà được Chúa đặt. Mấy chị em có biết là mình ở đây là Chúa đặt mình ngồi không? Nhưng mà mình sẽ bị sao lãng. Mình ngồi ngay đây nhưng mà vẫn giống như mặt thề coi. Tại cái đầu là ô. Tôi rất là cảm ơn Chúa là cô Mai Lan với lại cái ban ẩm thực lo đầy đủ để không phải chạy tới chạy lui để mà không ngồi yên được học về Chúa đó. Là đâu ra đó xuất cái cách cái organize, tôi phải học tôi lên về nhà thờ trong các buổi tôi thường hay là các buổi đặc biệt đó, là that's how để anh chị bình yên để học lời của Chúa. Và Chúa đặt chúng ta, bây giờ là Chúa đừng đặt chúng ta, đừng để chuyện gì sao lãng. Tôi biết cái thực tế của chúng ta là có nhiều điều đó sẽ làm mình sao lãng, mình cứ tiếp tục nữa. Chúa không muốn nghe lời Chúa, không muốn nghe lời Chúa. Dục những cái ý tưởng gì mà nó không có nằm ngay đây bây giờ để mình không nghe lời Chúa, dục nó ra thùng rác hết, chấm dứt liền. Cứ phải bấm cái nút delete ở trong đầu của mình nha, để mình có thể nghe trọn vẹn lời của Chúa. Và đó là cái ý của Đức Thánh Linh đem qua, là Đức Thánh Linh đưa cho mình thấy là Mary được chức đặt ở tại chân. Tại sao Chúa vào nhà của Ma-thê cũng là có ý định của Chúa trong sự toàn trị của Chúa, để mà Ma-thê, Mary và Lazarus và các sứ đồ đều học lời Chúa. Trong cái phần trước, trong phần trước đó thì không có nói hồi Chúa bắt đầu Chúa dạy như các phần khác, thấy không? Ở trong phần các phần khác mình đọc trong Tân Ước á, Bốn Thánh Linh là Chúa bắt đầu ngồi xuống rồi Chúa bắt đầu dạy, đây là lời dạy của Chúa. Trong này không có để dạy, chỉ để câu là lắng nghe lời Ngài, là mình biết Chúa đương dạy Kinh Thánh rồi. Chúa đương dạy lẽ thật của nước thiên đàng. Chúa Giêsu Kitô cũng dạy về tin lành của nước thiên đàng. Và chắc chắn là lời của Chúa, Mary hiểu, không muốn bỏ một lời nào. Và khi bà
cô Marie, tôi muốn dùng cô Marie được Chúa đặt một cạnh chân Chúa là rất là gần Chúa. Cô Marie không muốn bỏ phí. Cô Marie, Kinh Thánh dùng là lắng nghe, chỉ listening, chứ không phải chỉ nghe không mà thôi, lắng nghe lời nhà dạy. Và cái như tôi nói, Kinh Thánh dùng Marie, là tôi mới trong cái câu chuyện này, cái chữ A nhỏ là Marie, ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Và chúng ta sẽ đi tiếp tục để mà thấy cái câu mà Chúa Giêsu tại Ma-thê tới cầm tay đó, tới càm ràm với Chúa đó, thì là Chúa nói Ma-thê, giống như Chúa nói không đào yên đi con, chỉ có một việc cần là con. Chúa nói liền luôn, nghĩa là sau khi Chúa nói ô con bận rộn chuyện nhiều quá, bây giờ con biết một điều, chỉ có một việc cần là thôi. Và Mary đã chọn phần tốt. Chúa còn nói mình cũng để ý trong cái phần Kinh Thánh này mà mình đọc, Mary không nói một lời nào cả ra từ miệng của cô Mary, mà Mary lại là cái hình ảnh mà Chúa để cả thế giới, cả lịch sử con người sẽ thấy cái người phụ nữ mẫu mực. Vì cớ sao? Vì cớ bắt đầu bằng gì? Lắng nghe lời Chúa. Cô Marie mình chỉ bắt đầu lắng nghe được Chúa. Và trong những phần kinh thánh sau, nếu mà chúng ta có bây giờ mà Chúa cho trong bữa nay, còn không tôi vẫn để những cái phần kinh thánh liên quan đến Marie. Mỗi khi mà phần kinh thánh nào liên quan đến Marie mà mình có bây giờ mình đọc, thì mình cũng sẽ thấy là cái tinh thần, cái thái độ, cái tư cách của cô Marie như thế nào đối với Chúa. Một là tôn thờ Chúa hay là không nói gì hết. Và là nhìn cái sự sức giàu của Marie cho Chúa là như bằng cao điểm, cũng không nói gì hết, chỉ đặt cái bình đổ trên đầu của Chúa. Và mấy ông sứ đồ thì nó sao phí phạm quá vậy, thì Marie đâu cần nói gì, Chúa nói dùng hết. Chúa nói để cho mọi người biết là cái tấm lòng của Marie chỉ có Chúa biết mà thôi. Và đây là cái tấm lòng thật của Marie đối với Chúa. Tại vì cô Marie này đã nghe thường xuyên. Mình biết bây giờ mình có quyển Kinh Thánh không? Mình có quyển Kinh Thánh bất cứ lúc nào, ngoại trừ mình phải làm công việc thôi. Bây giờ tôi làm công việc tôi cũng để trong lỗ tai, tôi cũng nghe được. Nhưng mà thời đó Marie đâu có đi theo Chúa 24/7 như các sứ đồ, thấy không? Là cái dịp tiện mà Marie có thể nghe lời Chúa dạy nó rất là giới hạn. Vậy mà cuộc đời của Marie trong những cái phần kinh thánh liên quan, mình sẽ thấy là điều phản ảnh cái sự mà tất cả những cái tinh túy của lời Chúa, của những gì mà Chúa Giêsu dạy về Ngài, Marie hấp thụ đời sống của mình. Đó mới là bày tỏ ra mình khi mà mình nghe lời của Chúa mà mình bày tỏ ra trong đời sống của mình, đáp ứng với đời sống của mình, mình có thể gặp những điều này người ta complain chê bai đủ thứ, mình không cần nói. Học thì lần trước tới nay không nói một lời, chỉ làm mà thôi, mà làm đúng chứ không phải làm sai. Và cái điều cao điểm của Marie làm đúng là gì? Mình sẽ đọc và được thì sẽ đọc ở trong Giăng đó, Giăng chương 12 là khi Marie sức giàu cho Chúa hay là mát. Chương 14 mà chưa bốn nói thật là bốn sách thì nói về Marie, nhưng mà ông Luca ở đây, ông Luca trong Luca không có viết cái phần mà Marie sức giàu, mà Luca lại viết cái phần này giống như giới thiệu về Marie, cũng là tôn ca Marie. Thành ra mình tưởng tượng cái điều mà cô Marie phục vụ Chúa đó trong sự sức giàu. Bốn sách tin lành đều viết về là cả. Khi mà bốn sách tin lành là viết về một điều gì, là viết là quan trọng. Tại sao mà Marie có thể làm được điều này? Tại vì Marie học. Marie đến để học, để nghe lời của Chúa, để mà Marie biết Chúa là ai. Và khi Marie nghe, Marie nhận, thì là Marie đáp ứng. Marie đáp ứng,
phải về với những gì cô đã nghe, cô đã hiểu, cô đã nhận và cô áp dụng, áp dụng với Chúa trước trong cái mình gọi là devotion, với sự tôn kính, yêu kính Chúa bày tỏ khi mà Chúa còn ở trên mặt đất này. Và cái cách mà cô Marie đáp ứng với Chúa, bày tỏ ra thằng lòng tin kính Chúa là đầy trọn, fully and timely. Mình biết tiếng Anh là fully là trọn, timely là đúng, đúng thời điểm, đúng thời điểm. Và một điều nữa Marie làm cho chúng ta thấy là cô Marie này không giữ lại một điều gì cả, không giữ. Marie không, lúc đó không phải là dâng cả người mình cho Chúa được. Marie có cái chai bình, cái bình dầu, mình biết không? Mấy chị em có học đọc ở chương trình xin lỗi, Giang 13-12, chắc mình mở ra chút xíu ở trong Giang 12 để tôi đưa cái điểm này. Yeah. Ở trong chương 12 của Giang thì nói là bây giờ Marie lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Ở đây chỉ nói là Marie lấy một cái cân dầu cam tùng. Mình qua bên sách Mát 14 thì không nói tên là Marie, nhưng mà mình biết đó là Marie, thể hiện những thiết kế hành động của cô làm đó. Từ câu 3 của Mát 14. Ok. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phùng. Ngài đưa ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, chỉ để vậy thôi, nhưng mình biết à, đem một cái bình bằng ngọc nữa, đựng đầy cam, dầu cam tùng thật quý giá. Nếu mà cái bình mà bằng ngọc thì nó đã quý rồi, cái bình không á, mấy chị em có bao giờ đi ra mua bình mà 2.000 đồng đô la không? Cái bình không để quý mà, quý tại sao quý? Tại vì khó tiền, tại sao khó tiền? Tại vì họ phí lục lạo đào rồi lấy mài ra đủ thứ, bình ngọc rồi xong rồi đựng đầy dầu cam tùng thật rất quý giá. Bà làm gì? Cô làm gì? Đặt bể ra đổ dầu thơm với bề cả nhà thơm phức mà phải rồi. Mà cái dầu đó người ta estimate, người ta tính ra bây giờ là một năm lương. Nếu mà có ai là năm lương 100 ngàn thì cái bình dầu đó 100 ngàn, từ 80 ngàn đến 100 ngàn đô la. Thì mình thấy là cô ấy không có vừa là một người vừa. Mà Chúa Giêsu hiểu được, Chúa Giêsu cũng nói là trong chương 14, mình cũng hiểu chương 14 thôi, là chương 14 của Mát đó, để Chúa Giêsu cũng vậy. Mà thì không nói một lời mà Chúa Giêsu nói hết. Chúa Giêsu giảng cái hành động của mà riêng cho tất cả chúng ta đều biết. Trong câu 8 của Mát thì mấy người kia nói là tại sao phí, thì là Chúa nói là Đức Chúa Giêsu trong câu 6, bắt đầu câu 6, hãy để mặc người sao các ngươi làm rầy người mà chi, người đã làm một việc tốt cho ta. Chúng ta sẽ ý ở đây là với cái câu mà Marie đã chọn phần tốt, ví dụ là người đã làm việc tốt. Marie đã chọn phần tốt từ đầu, là khi mà làm gì cho Chúa là làm việc tốt. Nghĩa là sao? Cái tốt này là có giá trị trường hữu. Cái tốt là định nghĩa theo Đức Chúa Trời định nghĩa, theo ngày chúng ta định nghĩa. Tôi có cái xe tốt, tôi có cái áo tốt, tôi có cái máy giặt tốt. Phải không? Tiếng Anh là good. Nhưng mà cái good, cái từ nào mà khi Đức Thánh Linh dùng trong Kinh Thánh, cái chữ, cái từ tốt này là tốt theo định nghĩa, theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về đời, không hề vi phạm. Bởi vậy Chúa mới nói dùng cho Maria là vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, muốn làm phước cho họ lúc nào cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở cùng. Bởi vậy tôi mới nói là timely, có bao giờ một lần nữa mà Chúa sẽ được chôn không? Không. Thì Chúa nói câu 8,
Người đã làm điều mình có thể được, đã xích xác ta trước để chôn. Người đã làm điều mình có thể làm được, thì như tôi nói, Mary không có hiến cuộc đời mình cho Chúa trong lúc đó, được mà Mary đổ dầu hay là tất cả mọi người sẽ biết là she gave it all. Chúa mà thi dân trọn cho Chúa trong cái cách của Mary, sức dầu cho Chúa, dân cho Chúa cái bình dầu này. Và Chúa nói rằng người đã xích xác ta trước để chôn. Khi mà Chúa chết thì những vị phụ nữ khác, khi bà phụ nữ khác cũng là xích xác, họ đem đến để xích xác, nghĩa là chờ trước cái mộ để có dịp tiện ta mở ra đem người xích xác đó. Khi bà phụ nữ, bà Mary là biết trước, cô biết tại sao Mary biết trước, mà Chúa nói cô để bình dầu này là để dành để xích xác người ta ở trong. Và trong văn cũng có nói thêm, chúng ta đọc về Mary, mà Mary thêm trong những phần này, nhưng mà mình sẽ trở lại với cái câu mà Chúa Giêsu nói về Mary trong câu 42 cũng là chúng ta học thêm, nhưng mà đến với phần Ma-thê, đây là cái điều mà Ma-thê làm đúng. Ma-thê là tiếp đãi Chúa mà mình biết ba 12 cộng với Chúa là 13 cộng với ba người là 16. Đó là mình tính theo mình biết là sẽ có mặt trong nhà của Ma-thê. Ma-thê lo thức ăn ít nhất là cho 16 người. Thì nếu mà theo cái nhìn của mình là đàn bà phụ nữ thì mình sẽ đứng bên phía của Ma-thê. Mình sẽ nói làm gì khó như vậy, Ma-thê phải nấu 16 người. Mà mình thấy đây là Ma-thê nói để con mình để lo. Nhưng mà mình sẽ thấy tại sao đến cái mức độ mà bà stress dữ vậy. À, mình cũng sẽ học cho tất cả cuộc đời của mình, cho cái mỗi từng ngày sống của mình. Tại vì mỗi phụ nữ của mình nhất là quý chị em phụ nữ có con nhỏ. Tôi có 5 đứa con, nếu quý vị chưa biết, mình năm ngoái tôi không thấy rồi 5 thằng con trai. Tôi là bà duy nhất, con gái duy nhất trong nhà, phải nuôi 5 người, phải nấu ăn, đi chợ cho 5 người đàn ông. Thì là tôi hiểu cái busyness, cái sự bận rộn đó. Nhưng mà hồi trước lúc tôi còn trẻ mà phải nuôi 5 cái con thì tôi giống như Ma-thê nè, stress, bực bội lắm. Dễ thương, thấy dễ thương thì thấy khó chịu. Mình chọn, may là chịu được là may lắm rồi. Chứ tôi cũng đã đi qua chứ không phải là không biết. Nhưng mà lúc đó là chưa được học cái bài này, chưa được học. Nhưng cô Hồng nói chú cho đi qua Thái Lan rồi tự nhiên cái chú cho học, chưa cho học đúng thời điểm. Là thực sự đã học trước rồi, nhưng mà cảm ơn Chúa là có phần này thì giống như là chú củng cố cái phần mà mình được học là cái gì là ưu tiên đó. Còn không, phụ nữ của mình sẽ dùng điều đó, mình sẽ cứ tiếp tục mình dùng điều đó là tôi phải lo chồng, tôi phải lo con, tôi phải lo việc nhà, tôi phải đi chợ, tôi phải nấu ăn, tôi phải như chị Hạnh là có cháu thì tôi phải lo cho cháu. Với là busy all day, chị Hạnh nói là bốn cái cháu mà từ sáng tới tuần từ. Nếu mà nó không đi học, trước khi nó đi học, nếu đi học còn rảnh rảnh, còn không đi học còn từ sáng tới chiều đến tối luôn, không có gì mà rảnh, không có chỗ nào hết á. Nhưng mà đây chúng ta sẽ học để làm cái ưu tiên đó. Tại sao có cái câu trong hai thuộc câu này câu đối kinh thánh là Matthew chương 6 câu 33 là nói gì? Yes, nhưng trước hết này. Yeah, trong khi trước cái phần đó, trước cái câu đó là kinh thánh đừng dạy về phần gì? Lo lắng, nhớ không? Ăn gì, uống gì, tập gì đó. Chứ nói, việc đó, người ngoại ta cũng làm cái chai vậy. Cái gì khác cho chúng ta? Cái gì khác cho con dân của Chúa? Để chúng ta không có bị cột á, bị trói, bị bao ở trong giống như người ngoại. Chúa muốn release, Chúa muốn giải phóng. Mà Chúa giải phóng, Chúa có cái phương cách. Chứ không phải Chúa nói, ô, có biết con tin Chúa rồi không? Để ta lo đi. No,
Chú có phương cách, thành ra mình sẽ học cái phương cách từng chút một. Chú có phương cách trong Kinh Thánh. Là tôi khi tôi giảng ở hội đoàn, người có nói không có một cái câu hỏi nào, thắc mắc nào, khó khăn nào mà không có sự trả lời trong Kinh Thánh cả. Trong nguyên tắc trong Kinh Thánh có tất cả, chỉ có chúng ta có nghe để học hay không thôi. Chúng tôi mới khuyến khích tất cả quý phụ nữ của chúng ta hãy học, hãy đọc. Và chúng tôi cũng nói về trong hội đồng là năm cái ngón tay đó, để mình nhớ, thứ nhất là phải đọc, trước nhất cái trường là phải đọc hay là nghe đi. Mày nói là nghe cái earphone nếu mình không còn thấy được nữa đó. Rồi đến gì? Học với nhau, hay là học nghe bài giảng, hay là mình học tự động, tự cá nhân, hay là mình học Kinh Thánh trong group nhỏ, group lớn gì học, nghĩa là đào sâu trong lời của Chúa. Cái thứ ba là học thuộc lòng. Có ai học thuộc lòng? Có ai có thói quen học thuộc lòng trong Kinh Thánh không? Hay là mình chỉ đọc thôi? Giờ bắt đầu về học. Mình nói, ô, tôi học rồi, bữa sau tôi quên mất tiêu. Đừng lo, nó nằm ở trong rồi. Tại vì cái tiềm thức của mình nằm đó, chỉ không mình không cứ cười bằng kho áp á, mình không cứ cho nó lên đầu cũng thôi. Thì cái đó để Chúa làm, nhưng mà học thuộc lòng. Tại vì không thuộc lòng thì mình không có nhớ. Thì phải không? Như giảng, ô, giảng tôi biết cái phần đó, tôi đọc, tôi nói tôi biết. Rồi đứng dậy làm chuyện khác rồi quên mất tiêu rồi. Rồi thì nghe giảng ở đây, tới trưa ăn cơm trưa là quên hết trơn gì tôi nói rồi. Tới chiều thành ra phải học thuộc lòng. Cái tôi hay, tôi dạy trong cái bà quý bà chính tôi làm thì tôi mới dạy được là discipline cái đầu của mình, nghĩa là kỷ luật cái tâm trí của mình. Đó là cái sự lựa chọn của mình mà mình làm được. Đừng nghĩ là tôi không học thuộc lòng được. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Một câu học thuộc lòng rồi để chi để suy gẫm, ngẫm đi ngẫm lại, ngẫm đi ngẫm lại. Đức Thánh Linh sẽ đẹp cái câu đó. Ví dụ bây giờ tôi ví dụ như quý vị đọc cái câu cuối cùng, nhưng chỉ 42 đó, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi, Mary đã chọn phần tốt là phần sẽ không ai gọt lấy của nàng được. Tôi thách thức các chị em là hôm nay cả cuộc đời của mình thuộc câu này. Bây giờ mình thuộc câu đó đi, mình cứ ngẫm đi ngẫm lại. Chúa nói là một việc cần có nghĩa gì? Chúa nói việc tốt có nghĩa gì? Chúa nói cái không có ai đọt lấy có nghĩa gì? Mình cứ suy gẫm lại, rồi khi mà mình mở Kinh Thánh là mình đọc phần khác, Chúa sẽ dạy cho mình. Việc cần thiết là cái gì đó? Tất yếu là gì? Rồi những phần khác Chúa sẽ khai sáng. Lời Ngài là đèn soi như vậy. Những cái phần khác trong Thánh Kinh soi sáng cho cái phần mà chúng ta nên học. Tôi khuyến khích như vậy, mình chỉ luôn cái tâm trí của mình như vậy, nó sẽ giúp rất là nhiều. Mình tôi nói từ đầu rồi, Chúa đến, Chúa trở lại, chúng ta có phần trong cái đường bước của Chúa. Mình muốn năm thành, một thành, hay là không có thành nào khác. Bản này là gì? Đời đời nha. Nhớ nha, ở đây, ví dụ như tôi không có được cơ hội để học Kinh Thánh, dạy Kinh Thánh đi nữa. À, tôi học Kinh Thánh với Chúa có thể lên thiên đàng. À, xin lỗi, khi Chúa đến trở lại trần gian mà chỉ như lên thiên đàng nữa. Chúa cho tôi năm thành, tôi đâu biết được đâu. Nên phải tôi chuẩn bị như Maria. Maria đâu có là sứ đồ của Chúa đâu. Maria đâu đi ra giảng tin mừng nha. Nhưng mà chuyện của Maria là Kinh Thánh nói là nơi nào mà tin mừng có giảng ra, chuyện của cô Maria sẽ được nhắc lại. Mình thấy rõ ràng Chúa nhắc lại trong Thánh Kinh rồi đó, đâu có mất đâu. Mình chuẩn bị Chúa xứng đáng. Thứ nhất về cái giá trị là Chúa Giêsu xứng đáng để chúng ta biết Ngài, để yêu Ngài, để phục vụ Ngài. Chúng ta chỉ để được phần thưởng, chắc chắn là Chúa sẽ cho phần thưởng là như vậy. Ngươi trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi coi sóc nhiều. Nó phải chỉ trong cái giới này ta mà thôi. Như tấn hạn như quý cụ quý bà là có ai có những người bệnh, mẹ của con người bệnh năm đó. Tôi có làm chứng ở trong hội đầu lâu rồi, là cô tôi có biết một cô yên vẫn còn làm đó.
Cô này mới có 32 tuổi đã bị một cái con virus nó cắn ở trong cái tủy xương, cái thần kinh á, là cổ bại luôn, vẫn còn nằm trong viện dưỡng lão 12 năm rồi. Thì mình nghĩ mình thôi, cái nhìn của mình làm gì giờ? Ô, tôi đâu có đi được, tôi đâu có đi đâu được, còn nghiệp hết. Thế là sao? Nhưng mà cổ cũng 12 năm đó, trước khi mà cổ vào trong viện dưỡng lão, không phải người tin Chúa, không tin Chúa, ai tới làm chứng cũng không chịu, chỉ muốn là tôi là kêu mấy ông thầy để tới để cầu nguyện cho thầy. Tụi kinh này kia đó, đã biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà cổ không phải là người Mỹ nữa, cổ là đi qua du lịch thôi. Mà Chúa để cái thời điểm mà cái con nó cắn ngay đó, rồi cổ xỉu xuống rồi vẫn nằm luôn á, là chính phủ trả cho tới bây giờ, chứ cổ không, vẫn không phải là người Mỹ. Mà cổ vẫn nằm đó, và con gái mới có 2 tuổi thôi, chồng phải bỏ việc làm ở Việt Nam đi qua bên này để nuôi cổ. Cổ vẫn nằm đó. Nhưng mà tôi biết cổ nhiều là tại vì tôi chăm sóc từ đầu luôn. Không, tôi phải là người, tôi làm chứng nhưng mà không phải là cái người hướng dẫn. Thằng mình sinh lên là người hướng dẫn nên cổ tin Chúa, rồi cổ cũng giống như sơ sài thôi. Nhưng mà cái ngày Mother's Day cổ trở lại, cổ nói với tôi, chia sẻ là khi con nhớ lại những lời quý vị là thăm viếng con, làm chứng cho con, tự nhiên cái Mother's Day, cái ngày mẹ đó, là con khóc, của mình con khóc rằng về con nói Chúa, con giúp ốc, giờ con sẽ tin Chúa. Và từ đó nên tới đi đâu có dễ đâu, tới đâu có, nghĩa là nguyên từ đây trở xuống không nhúc nhích được. Nhưng mà người chồng rất là thương, người chồng mỗi ngày vô mà xa sẽ không có bị teo đó, nghĩa là không có bị là infection nha. Nhưng mà sao tới bây giờ thì là cô nằm đó, cô học tiếng mẹ, rồi có người dán kinh thánh. Tôi khi học kinh thánh trong nhà thờ, tôi cũng in ra bự, bị bự dán lên tường, cô nằm đó cô đọc. Bây giờ thì có cái người giúp cho cô để nghe YouTube trên này kia nghe giảng. Nhưng mà Chúa dùng cô, Chúa mở, cô mở tiếng mẹ kinh thánh rất là lớn cho mấy y tá ở trong cái viện dưỡng lão tới nghe. Thì mấy người ta có nói với cổ là ô thay chiều, chứ hồi đó giờ tao không biết kinh thánh là gì hết trơn, chút xíu nữa. Rồi cổ học tiếng mẹ 12 năm nay, giờ nói tiếng mẹ như cái gì, rồi cũng làm chứng á, cũng làm chứng. Rồi cổ không học lớp, cổ không nên nhờ người mở cái Zoom ra để lên học lớp, nhiều đàn lắm. Mình thấy nếu mình nói đi, mình nói nhìn cái như vậy nó ô làm được bây giờ, tại vì mình nghĩ tới bây giờ mình chỉ đo lường là ngay bây giờ con làm được gì, không phải. Thế là tôi không có muốn nói là ô who care, bây giờ phải đâu, bây giờ mình có sức khỏe là mình càng phải làm càng nhiều hơn gấp mấy lần cái tiền ra trong cái viện dưỡng lão như vậy đó. Nhưng mà là cái điều quan trọng bao nhiêu thời gian đối với Chúa là chú tính thời gian của Chúa chứ không phải của mình. Và cái sự ban cho của Chúa, nguồn năng lực, tài nguyên, tất cả là từ Chúa ban cho chúng ta, để mà chúng ta có, để mà học với Chúa trước, lắng nghe nha, chứ không có làm. Tại vì mấy chị em đọc ở trong cái huyền chương 2 mà Chúa phán của một thánh Ephesô là Chúa trách họ, Chúa khen họ trước, chắc chắn những gì mà họ làm, ta có, ta biết công việc ngươi chịu khó nhọc ngươi, coi những người mà nói là sứ đồ không phải, ngươi biết rõ hết về giáo lý. Nhưng mà điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Cái mối liên hệ với Chúa không có nữa, bỏ mất tiêu rồi, tại vì lo làm việc đó là chịu cực chịu khổ, làm việc trong hội thánh rất là cực khổ. Đây là Chúa viết cho hội thánh, khi chúng tôi học cái đó tôi cũng tỉnh thức bao nhiêu, là mình có thể làm rất là nhiều bây giờ nè. Nhưng mà cái mối quan hệ liên hệ gây dựng giữa mình với Chúa thì là bao xa, cao, nhiều, đầy đủ như thế nào. Đối với Chúa mình thì mình tính thời gian, phải không? Có, dĩ nhiên mình phải có thời gian. Mình cũng tính sức khỏe, có, mình phải chăm sóc sức khỏe. Nhưng mà là đối với Chúa là cái gì? Tâm linh là không có đo được, không có đo cái phần tâm linh được. Mà Chúa là đấng ban cho,
chỉ có 5 cái bánh, 2 con cá là chỉ có thể giúp cho cả 5 người nhà người ăn. Thì đối với Chúa thì nhỏ, dĩ nhiên Hồng đã chia sẻ là cầu nguyện. Cầu nguyện này mình đáp ứng với những gì mình biết về Chúa rồi mình nói. Tôi dạy cầu nguyện đó, cầu nguyện là mình nói với Chúa những gì về Chúa, chứ không phải xin Chúa, xin Chúa, xin Chúa all the time. Không, mình đã học biết Chúa như thế nào, mình trình bày lại khi mà mình thưa chuyện với Chúa. Con cảm ơn Chúa, Chúa là đấng như thế này, đấng như thế kia, nhắc lời của con, nói với Chúa về Chúa. Chúa biết điều chúng ta cần trước khi sinh. Tôn vinh danh của Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa đã làm. Chúa nói là Chúa trả lời cầu nguyện. Chúa nói là các ngươi xin nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì nhân danh ta thì ta sẽ nghe. Thật ra mình sẽ không thấy là nó là lạ lùng, nhưng mà nó là thường xuyên để mình cầu thay cho người khác. Nên tôi muốn trở lại với Ma-thi-ơ, xin lỗi. Và tôi muốn nói về cái mà mình đo lường á. Cái Ma-thi-ơ là Ma-thi-ơ mãi bận rộn, như tôi nói nãy, 16 người, ít nhất là 16 người ở trong cái nhà. Anh là Ma-rê mãi bận rộn với việc phục vụ. Từ câu 40, nên cô đến thưa với Ngài, lạy Chúa, nói đàng hoàng, lạy Chúa. Rồi kế sau là gì? Em con là bỏ mặt con phục vụ một mình, Chúa không để ý đến sao? Chúa không khe hả? Tại sao Chúa quan tâm vậy? Chúa có thấy con mệt không? Xin Chúa thảo nó giúp con. Đây là cách của mình hay nhờ người khác, thấy không? Mình bực quá rồi, giống như là căng thẳng rồi. Mình cũng biện hộ cho mình phần đó, mình cũng biện hộ cho Ma-thi-ơ này. Tôi nghĩ là Ma-thi-ơ đúng, tôi nghĩ là Ma-thi-ơ đúng. Mình sẽ nói như vậy. Nhưng mà Chúa nói là sao? Nhà Ma-thi-ơ đúng. Chúa rất là phụ sĩ, nghĩa là Chúa rất biết ơn cái tinh thần của Ma-thi-ơ. Mình đâu nói cái những phần này đâu phải là không có từ đâu. Nhưng mà trong cái thời điểm ngắn như vậy nhé, có thể buổi hôm trưa là xong rồi, giảng dạy buổi sáng tới trưa ăn rồi chú đi nữa rồi. Thì rất không thời điểm ngắn như vậy nhé, mà Chúa sẽ dạy cho Ma-thi-ơ cái chuyện, và Ma-ri cái điều mà mẫu mực mà Ma-ri làm để cho tất cả mọi chúng ta mỗi một ngày phải nhớ cái câu này của Chúa. Nhưng mà mình thì mình bị hộ đó, tôi nói con cháu việc nó cứ giống như đi. Đối với tôi đây là bây giờ cũng vậy nè, cái dính sát mượn không có nhích được, ngủ không đủ, sợ không xong việc. Mình thức dậy á, mình muốn, con muốn cùng nguyện Chúa trước, con muốn nghe thật Chúa trước. Thức dậy mở ra thấy nguyên cái nhà bếp nó giờ chưa rửa chưa gì hết, quần áo phải đi giặt. Nói là con phải làm này, con phải làm này. Nói là nếu mà mình siêng năng nha, mình cứ cái đầu của tôi là lúc nào cũng phải này cứ xong cái kia, cái xong đàng hoàng. Thì là mình bắt đầu bắt tay buổi sáng, mình bắt tay mình vô mình làm. Thì mình bắt tay xong rồi cái nhiều quá thì mình stress. Thì là Chúa Giêsu mới nói con mong thêm con bị, hồi nãy tôi nói là con Maria được nhá, Maria được đặt người chân Chúa. Còn ở bên cái phần của Ma-thi-ơ mà Chúa nói Ma-thi-ơ con bị cũng là thì thụ động, con thật sự là con để cho nó điều khiển á, con để cho sự lo lắng và bối rối, nghĩa là nhiều cái việc này nó làm cho con bối rối, nó điều khiển. Cái gì mà thụ động là được một cái khác điều khiển, con để cho những điều này điều khiển. Mình tưởng tượng Ma-thi-ơ mà mình cũng tưởng tượng Chúa Giêsu quá bình dân đến nỗi mà Ma-thi-ơ dám nói như vậy với Chúa Giêsu rồi. Chúa không nghe, Chúa làm ơn biểu đi vô giúp con đi, bực bội buông ra luôn á, không cần biết, cũng lại Chúa vậy đó, cũng nói lại Chúa đàng hoàng, the Lord mình chữ đó. Rồi sau đó là Chúa đâu không thấy nữa, Chúa biểu Chúa không nghe. Rồi tôi cũng muốn quý chị em nhấn mạnh cái điều này. Cái câu mà em con đã bỏ mặt con một mình, Chúa không để ý sao? Xin Chúa bảo nó giúp con. Problem là gì? Vấn đề là gì? Mấy Chúa cho thấy trong này á, học được điều này là con cái trung tâm điểm
là con, chứ không phải là Chúa và các sứ đồ gì hết, hay là lời Chúa còn không có luôn nữa. Con đừng làm việc, con phục vụ Chúa nha, con để thời gian, con đã đi chợ, con đã nấu ăn nha, con nha. Cái đó là Kinh Thánh. Mình học Kinh Thánh mình biết điều này. Khi mình là tiếp tục mình học Kinh Thánh, mình người Chúa đi, ai trước? Chúa trước chứ mình còn trước. Mà thề là ai trước, trở thành ai trước? Lấy Chúa đó, nhưng mà ai trước? Con trước. Bố Chúa không để ý rằng con mệt như thế nào, phải không? Mình có hay cầm ràm, cầm tay khi mình mệt không? Chuyện nhà với lại chuyện nhà thờ cũng vậy nữa. Là không ai kia, để có mình tôi làm này từ sáng tới tối, không ai kia, không ai để ý, không ai giúp. Mình bực rồi, mình bực tại vì mấy chị em đây là tâm lý nữa. Chúa chữa bệnh tâm lý luôn. Mình bực là tại vì mình chỉ để ý đến mình. Khi mình phục vụ người khác, có mệt đi nữa, cũng là mình biết một điều là không phải còn mình nữa, sức không phải sức của mình nữa, sức của ai? Của Chúa rồi, con chỉ dâng cho Chúa. Cô Hồng chia sẻ là con dâng cho Chúa, Chúa làm, Chúa sắp đặt. Chứ còn bây giờ mình có muốn đi nữa, mình bị giới hạn thời gian, sức khỏe, ý như thế mình giới hạn. Mình có thể làm từ sáng tới tối không ăn không uống rồi sao khỏe, phải không? Có thể làm vậy, nhưng mà mình có làm vậy nha. Mình có muốn công việc ai mà perfectionist á, cái người mà đã không phải ai đó rõ ràng còn stress nữa, làm sơ sài thì không, nhưng mà thể làm phải là đúng, là còn bị căng thẳng nhiều hơn, mất luôn, mất cái điều khiển luôn, là đến mình dám nói với Chúa như này, mình dám không, không dám rồi. Mà thề không cần biết nữa, vì chỉ có con mẹ Chúa bảo nó giúp con. Đâu, Chúa ngắn ngủi phải không? Chúa đâu cần phải nhiều cái lời giảng dạy, một số nơi đã giảng trong bài không? Không, chỉ nói mấy câu. Mà thề trước nhất là the problem, con, cái vấn đề con phải hiểu. Nếu mà mấy chị em có bị stress á, mà bực mình á, khi mà mình bực mình để ý là như tôi nói là phải mình đưa mẹ đưa đến mình. Depressed cũng vậy, buồn á. Tại sao depressed là tại giống như là mình feel sorry for ourselves vậy, mình cảm tự tự đi. Rồi cái tiếng Việt dùng cái mặt cái gì tự kỷ hay không phải tự kỷ, trầm cảm hả, depressed cũng vậy đó. Khi mà tôi bắt đầu có cái ý tưởng mà trầm cảm buồn bực là tôi nhớ ồ tôi còn nghĩ đến con, không nghĩ đến con đâu, không đứng dậy sống cho người khác. Trong lời của Chúa là nên tôi trở lại với lời Thánh Giêsu là cũng vậy đó mấy chị em. Trong lời của Chúa mà chúng ta lo những chuyện khác đó. Một lúc mình decide mỗi ngày mình thức dậy là mình quyết định gì. Rồi cái hội thánh Emiso là người đã bỏ, nghĩa là sao? Người đã chọn bỏ, người biết chứ không phải người không biết. Người biết cái nào là điều ưu tiên, người chọn từ từ, cứ mỗi ngày cứ con chọn chút nữa con sẽ làm tới tối con sẽ cầu nguyện, tới tối con sẽ nghe Kinh Thánh, làm mệt rồi. Của mình con biết thân thể này Chú biết như vậy nè, nên Chú mới nói cái gì trước mà mình sợ chuyện sẽ không xong. Cái sợ của mình nó làm cho mình stress rồi, chứ đừng nói là làm công việc mình làm như là nếu mà không có mình là cả thế giới này sụp đổ vậy á. Ma thê là như vậy á, ô chết rồi, nếu mà con không nấu cơm. Nếu chị em cứ suy nghĩ đi, nghe tôi chỉ nói về thực tế, cứ suy nghĩ. Như mình bắt đầu với cái kỷ lục là con sẽ bắt đầu với Chúa, tại vì Chúa chỉ có một việc cần mà thôi, một thôi, không có hai để mà chọn. Trước hết về điều ra thứ nhất là gì? Hết lòng, hết linh hồn, hết. Mà mình nói hết sao được? Con cũng phải, Chúa cũng phải cho con thời gian thì sao hết được? Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa. Và điều ra thứ hai cũng như vậy là người khác.
yêu người khác như mình. Nếu chúng ta mà thật sự không phải chỉ cho mình, giống như mình làm để mà kêu bạn gì, để mà thỏa mãn cái mà tôi làm này cho Chúa đó, tôi làm này là cho Chúa, thì là mình quên, mình làm hồ cái mình quên chủ đích mất tiền. Còn khi mình làm thật sự việc với Chúa, mình làm mình không có thấy mệt, mình không thấy cực mình thấy vui vẻ, mình giúp cho người khác. Cái cô Uyên mà tôi kể chuyện cho các chị em mà nằm 12 năm lại, tôi vẫn nghe vô thăm cổ. Mà lần đầu, những lần ngày tháng đầu tiên tôi chăm sóc thì chăm sóc tại tôi biết mấy vị bác sĩ đông y vậy đó để giúp cho cổ. Là mình nghĩ là mình tới mình giúp cho cổ ăn uống cổ hồng, cổ dạy cho cái gì mà mình chăm sóc mình làm đó là mình học trước nhất. Vậy nên chúng tôi vào các vị dưỡng lão cũng vậy, khi mà vào dưỡng lão mình cử mình tới phục vụ cho quý cụ đó học, quý cụ đó dạy, chú dùng những cái thời gian đó để dạy lại cái lòng của chúng ta để ô có cái yêu thích Chúa không, yêu thích lòng, thích linh hồn, con có yêu người khác không, con yêu người khác, và con không có thấy là gánh nặng, con không có thấy là vi phạm thời gian, không bao giờ sẽ thấy điều đó, tại vì tất cả là hiểu rằng nó nằm ở trong cái gì, tiêu chuẩn của Chúa. Con làm những điều này là con làm gì, cái việc cần mà thôi. Khi mà con đến với lời của Chúa trước đi, con học với Chúa, con cầu nguyện thưa với Chúa đó, thì là mọi việc khác Chúa sắp đặt. Mình sợ nó bể, mình sợ nó không thành gì hết, mình sợ là chiều nay tôi đâu mà ăn. Thế là con cứ tin ra đi. Mấy chị em có nhớ cái câu chuyện của tôi cũng phải thực tế luôn luôn là gì, Chúa Giêsu rất là thực tế. Năm cái bánh hai con cá, chứ không phải chứ tự nhiên Chúa nói ồ tự nhiên có năm cái bánh, có một người đem năm cái bánh hai con cá nhỏ xíu ít xỉn xỉn vậy đó, con không có nhiều thời gian, Chúa ơi con không, Chúa biết right now con có năm đứa con, bốn đứa con, hai đứa con, Chúa biết chứ bộ Chúa biết sao. Nhưng mà sao, nhưng mà cái đầu của con phải suy nghĩ trước, và Chúa cho chúng ta thấy trong cái hình ảnh của Ma-thi-ơ. Nhưng mà chúng ta coi phần xe là Chúa Giêsu đó, Chúa Giêsu, trước nãy tôi đã đi qua rồi đó, hỏi Ma-thi-ơ, con bị lo lắng và bị bối rối nhiều việc. Tôi viết lại giống như để hiểu là con bị lo lắng và bị bối rối nhiều việc. Rồi ba cái phần này mấy chị em bây giờ không thuộc, không biết câu chuyện thôi nói đi, không nhớ gì nữa, nhớ một điều, chỉ có một việc cần mà thôi. Cái câu này là chỉ có một việc cấp bách, cần thiết, thật thiết yếu, tất yếu. Mình hiểu cái từ cụm từ đó không? Chỉ có một cái việc cấp yếu, thiết yếu, cần thiết, một. Còn mình á là mình làm việc khác trước, tại mình nghĩ những việc đó là thiết yếu phải không? Dạ, mình để những cái phần đó trước. Mà Chúa Giêsu nói là con đã làm that's why upside down, con đã làm lộn xộn. Lộn xộn cái nó không có ra cái gì với mình, cố để mình sắp cho nó ra cái gì mà không sắp được, mà tại mình đã để nó ngược chiều rồi, mình để nó upside down. Ví dụ như cái gì mà nặng thì mình để ở dưới, rồi cái từ từ mình để sắp á. Ví dụ mình có sắp đồ đạc gì trong bếp mình cũng là nặng để dưới, hay là cái gì mà nó chịu đựng được đó, phải không? Nó chịu đựng được nó phải ở dưới, rồi mấy cái kia nó ở trên. Còn mình để cái hộp giấy ở dưới rồi mình chồng thì nó dẹp lép, mà phải có ai chồng cái đồ nặng ở trên cái dự trứng không? Dám không? Nên mình biết tự cái đó là tự nhiên, nhưng mà cái đầu của mình về cái cuộc sống á, về cái thứ tự ưu tiên trong cái đời sống thuộc linh, nó Chúa dùng cái câu chuyện này để chỉnh lại là con cái cứng nó phải ở dưới trước. Cái gì mà nó cứng cáp, cái gì mà nó bền vững, nó bền trường tồn, con xây nó lên. Ai nghe lời ta mà làm theo thì giống như người khôn cất nhà mình trên cát hả? Đá phải không? Tất cả những lời của Chúa, tiêu chuẩn mà Chúa dạy đều consistent, đều phù hợp với tất cả.
đều phù hợp với tất cả những cái điều khác như vậy. Nhưng mà nhớ mình đã thuộc cái câu mà hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn mà chính đến Chúa rồi, phải không? Hãy yêu người lân cận như mình, không có điều răn nào cao hơn hai điều răn khác. Hai điều răn đó là cao nhất. Và giờ Chúa nói được cái điều con muốn bắt đầu để cho con có cái nền tảng cứng thôi. Một con cứ chú tâm vào nó, con nghe dưỡng. Và Mary chú tâm vào đó, dù bị ma thê, dù bị các sứ đồ khác chê trách, phải không? Nói cái câu mà sao ngu quá vậy, tại sao dùng cái dầu đó vậy, tại sao không lấy bán đi lấy, chứ nói người có người nghèo ở lúc nào người cũng giúp được, và các người không có nghĩa là chứ nói cái cơ hội mình cứ để cơ hội nó trôi qua lúc trẻ mà còn mình cái tới hồi nhìn lại cuộc đời mình đã quá bóng rồi. Giống như là quá xa rồi đó. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa vô cùng khi học biết với Chúa đó, là thấy một điều về Chúa. Chúa rất là nhân từ, Chúa đầy ơn, đầy ơn điển cho mình đó. Chúa cho cơ hội này, Chúa cho cơ hội kia, Chúa nhắc tới nhắc luôn, nhắc vào Hội Thánh người Israel cũng vậy, bỏ Chúa thù, trở thành những cái người mà phản bội với cái sự chăm sóc của Đức Chúa Trời đặt trong Chúa mình đi. Chúa sai tiên tri này, Chúa sai tiên tri kia, hết người này, hết người kia để mà kêu gọi họ trở lại. Rồi cút cuộc là gì? Đóng đinh luôn con của Chúa trên thập tự giá. Mà bây giờ Chúa vẫn chờ họ nha, tới khi mà Chúa trở lại. Trong cái cơn đại nạn là người Do Thái sẽ Hội Thánh Chúa cất lên này. Mấy chị em thấy cái tình hình như thế này, nhưng mà mình không bao giờ mình kêu bằng coi thường những nhân hay là người dân là ý lại, đúng không? Không ý lại, nên càng được Chúa đốt nóng để mà con sẽ để thời gian, con chọn để con để thời gian. Thì tôi nói về câu 42 đó, chỉ có một việc cần mà thôi, nhưng mà tôi nói là điều tất yếu. Tất cả, ok, nếu mà có một điều tất yếu thì những điều khác là gì? Thứ yếu, phải không? Còn mình á, thì để thứ yếu, tất yếu rồi nó mất tiêu, nó sẽ lép để chuẩn bị gì hết, rồi lộn xộn, rồi stress the more every day. Tôi là tôi nói năm đứa con mà, tôi stress every day. Nhưng mà Chúa cứ tỉnh thức tôi bằng tinh thần mà. Dạ, Chúa cho tôi được nghe sự giảng kinh thánh chi tiết, tự nhiên cái thu hút cho tôi để con tham nghe, con chỉ muốn nghe lời Chúa, con học lời Chúa mà tôi không bỏ qua các cái nhiệm vụ làm vợ làm mẹ, không, thì từ đó cứ học và là cứ cho biết trước thêm, yêu trước thêm, và nữa là Chúa cho con sống ra, cứ cho nhiều kinh nghiệm. Đấy là thật sự con nghĩ con biết Chúa phải không? Con nghĩ con biết lời Chúa, con nghĩ con biết Kinh Thánh. Tôi là con của mục sư, mấy chị em biết. Con mục sư, trong gia đình mục sư, được học biết bao nhiêu mà nói được. Nghĩa là trong Hội Thánh là giống như nhà thứ hai của mình đó. Nhưng mà đâu biết Chúa gì đâu. Bao nhiêu năm với tôi 30 tuổi. 30 tuổi tôi mới được Chúa phục hưng bằng lời của Chúa. Từ đó tôi với một sư trí là được gần hơn. Nhưng mà thầy Chúa một sư trí trước đó là không có học Kinh Thánh. Nó như vậy, chúng Chúa nhận con này, chúng Chúa học Kinh Thánh nên Chúa kêu gọi thì con này mà ảnh là tin lời của Chúa 100%. Cái conviction, cái sự xác quyết của sư trí của con, cái con là đứng con trên cạnh người Chúa 100% và ưu tiên là người của Chúa. Và được học quá nhiều kinh nghiệm nữa, kinh nghiệm đau xót cũng có, kinh nghiệm khoảng bình cũng có, nhưng mà biết rằng lời của Chúa là thật, những gì Chúa nói trong Kinh Thánh là thật. Người ta sống không phải chỉ cơm áo gạo tiền, mình là cơm áo gạo tiền. Lời của Chúa có, thành ra cơm áo gạo tiền không thì là rối, bị đủ thứ stress được. Mà biết chị em biết stress là mình bệnh phải không? Có ai đây là bác sĩ? Stress là nó làm mình bệnh, rồi bệnh, rồi đi bác sĩ cũng give up,
không làm gì được. Ô, tôi bị lên đường lên máu lên mỡ, rồi phải lo uống, uống thuốc lên máu thì bị hư thận, còn không dám uống nhiều thì làm nên nó cứ vòng. Why? Tại sao? Nên là bây giờ Chúa mới con mới nói nó cái phương cách để Chúa chữa cái bệnh stress cho mình để đừng có bị cái bệnh khác. Tin tôi đi, tin nơi lời của Chúa chứ không phải tin tôi, nhưng mà tôi tin nơi Chúa, tôi tin nơi lời của Chúa rằng khi Chúa có cái phương cách của Chúa Jesus Christ đã cứu mình rồi. Chúa cứu tròn vẹn. Tôi mới nói là mình sẽ perfect health, mình không có sức khỏe tròn vẹn từ đây đến chết không phải, nhưng mà nó less, nó bớt đi những cái phần mà đáng lẽ không cần. Chúa cho tôi giống như là tôi, tuổi này là lên máu để mở có nha, nhưng mà có những cái phương cách của sức khỏe tôi là em chưa theo rất là nhiều, những cái phần nó rất là đơn giản mà tôi không có bị lên máu, không bị lên mỡ, không bị lên đường. Đâu phải tại vì uống thuốc mỗi ngày đâu, tại vì những cái simple, những cái phương tiện nó rất là đơn giản, không tốn tiền. Thế chiều nay tôi sẽ chỉ cho mấy chị em cái viện chẩn. Mỗi ngày tôi làm 8 năm nay rồi, chỉ là làm mỗi buổi sáng thức dậy là làm, tôi chiều nay nhớ nhắc ai một chuyện là vậy thôi đó. Rồi tôi ăn tỏi đen, tôi làm tỏi đen, tôi ăn tỏi đen cũng đâu tốn tiền bao nhiêu đâu. Rồi cái đó lời của Chúa cho mình hiểu về cái thứ tự ưu tiên á, để mình không có bị căng thẳng, mình không có để cái chuyện mà mình không có xây nhà, xây cái công việc của mình, cuộc đời của mình trên cát nữa. Con sẽ xây ở trên phần đá. Chúa cũng nói vậy, Chúa cũng nói là Mary chọn phần tốt. Mình còn nói Mary chọn, khi mà Mary được đặt, Mary được đặt người đó, Mary ở đó không có vào trong nhà bếp, và Mary thê quá bực rồi. Nhưng mà mình cũng vậy thôi, mình cũng vậy thôi, mình sẽ biện hộ cho Mary là tại sao Mary không biết. Ok, bây giờ tôi nói về cái phần thực tế của đồ ăn uống. Đừng bao lâu, như là Đức Chúa Trời đó cho người Do Thái 40 năm ăn mana có chết không? Có ông nào lên máu lên mỡ 40 năm đó không? Thấy không mấy chị em? Đọc lại câu chuyện đó trong phục truyền luật tỷ ký, khi Chúa nói ta thử các ngươi, ta cho các ngươi 40 năm ăn mana để các ngươi biết rằng loài người sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Bánh là ai cho? Chúa cho. Cái mana từ đâu vậy? Từ trời, tại vì nghe trong sao mạc nó có tròn trọt đâu, có đi làm hay cái gì nữa đâu. Theo mấy chị em suy nghĩ cái điều này đi, kinh nghiệm của người Do Thái, tại sao 40 năm họ vẫn không có bị phù chân, không có áo cũng không rách nữa? Ai bảo vệ vậy? Mấy người đó hả? Không có rồi đó. Mấy chị em có biết thực tế là vậy đó. Thực tế là mình trust, mình tin nơi cái ưu tiên mà chúng đặt rồi, con đi theo cái ưu tiên đó, rồi những phần khác gì mọi sự cứ sẽ lo. Dạ, nó sẽ thứ tự, nghĩa là cái lộn xộn mà mình để trước thì nó vẫn lộn xộn cả cuộc đời của mình, còn mình để cái thứ tự ưu tiên nó cứng trước, rồi mình để từ từ lên, nó sẽ Chúa sẽ gây dựng nó đâu ra đó đàng hoàng. Tôi sống trong cái cuộc đời, trong cái sự phục vụ những gì nhiều việc hơn, nhưng mà không có bị stress nhiều. Người ta theo cái nói này là của Chúa, con bữa nay là của Chúa. Dĩ nhiên tôi tính là thứ hai sẽ làm những chuyện gì, thứ ba có những cái chương trình có, nhưng mà là những cái chuyện bất tử nó xảy ra là ai đem cho vậy? Chúa. Nghĩa là ồ, có năm thứ con phải làm bữa nay, tự nhiên có người gọi tôi, ồ, chồng tôi trong bệnh viện, thì tôi phải chạy vô thăm chứ hả? Để tôi lo chuyện làm hội thánh trước, không bao giờ. Cho nên Chúa ơi, cái thời khóa biểu của con là của Chúa ban cho con, thì con cứ đi kêu tiền, rồi trong ngày đó xong, ngày đó không xong thì ngày khác cũng xong. Nó không có thành vấn đề, nhưng nó nói 40 năm mana mà không bị bệnh mà tại sao mà mình sợ là ô tôi phải làm chuyện này cho xong, không có chết đâu, không chết. Mình đừng có như từ đầu nha, trở lại là không có presume, không có ỷ lại. Mình chỉ đặt thông tin chúng, và tôi chỉ đưa ra phần này, lời của Chúa thì khắp mọi nơi.
Chúa cứu mình cũng bởi lời của Chúa. Và trong Phi Rơ cũng nói là chúng ta như là hoa cỏ vậy đó. Cuộc đời của chúng ta như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng cái gì còn? Lời Chúa, thấy không? Ê-sai 40 câu 8 nói vậy. Phi Rơ nhất chương 2, chương 22, 23 nói là lời Chúa còn lại. Và nếu cái gì còn lại thì mình xây dựng. Tại sao mình bỏ lời Chúa còn bên này mình tự mình xây dựng thì nó vẫn là buồn buồn, cuộc đóng vậy đó. Mấy chị em, bây giờ tôi nói cho mấy chị em, từ sáng thế kia đã đưa ra điều này. Khi mà sáng ký chương 1 câu 1 nó là bắt đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, xong rồi cái câu thứ hai là vã đất là vô hình và trống không. Thì những nhà học giả, rất là nhiều nhà học giả, đa số đều nói là đất là lộn xộn, không có order, không có trong order. Thành ra mới cái câu câu số 3 đó, Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng, nghĩa là mỗi ngày có sự Chúa tạo đó, thì mỗi ngày là như vậy, bạn có sự sáng. Rồi xong rồi Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra thành tối. Chúa phân Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy có buổi chiều. Tại sao không nói có buổi sáng và buổi tối, mà nói là buổi chiều và buổi mai? Ấy là ngày thứ nhất. Cái ý nghĩa của buổi chiều là cái vậy, cái sự rối loạn á. Buổi chiều là tối tăm, khi mà buổi chiều tới thì mình thấy cái gì nó cũng lờ mờ, phải không? Thấy có đèn mở lên, nhưng mà là muốn nói gì? Chúa là đấng from chaos, từ cái hỗn loạn đến cái trật tự. Mỗi một ngày là như vậy. Đến ngày thứ bảy, ngày nghỉ, không có cái câu là buổi chiều và buổi mai, thấy không? Ngày thứ bảy, còn những ngày khác là từ hỗn loạn. Vậy có buổi chiều và buổi mai, nghĩa là từ hỗn loạn đến trật tự, từ hỗn loạn đến trật tự. Bây giờ, đó là trước khi ông Adam và Eva phạm tội. Khi ông Adam và Eva phạm tội, chuyện gì xảy ra? Từ trật tự đến hỗn loạn, phải không? Là gì? Bây giờ cái gara hay là cái phòng của mình dọn sạch sẽ tới 2 tháng sau là mình thấy hay là cái tủ, coi cái tủ mà đựng đồ trong nhà bếp là lúc nào dọn dẹp sạch sẽ, cái vài tuần sau cái cứ dục tôi thấy nhìn thấy mệt cái mồ, thấy không? Cái bây giờ là cái gì cũng vậy. Entropy, cái luật của entropy là từ cái nó định đi xuống á, nó trừ trừ từ nó sẽ xuống. Và khi Chúa Giêsu trở lại thì sẽ trở lại. Khi Chúa Giêsu cứu mình thì đây là một trong những cái phương cách mà khi Chúa cứu mình, Chúa làm đó, từ hỗn loạn đến trật tự. Trong đời sống cá nhân của mỗi chúng ta sẽ có trật tự, mà trật tự là khoảng ai lắm, ai sắp đặt ngày cho chúng ta. Chúng ta vẫn tính công việc mình làm, nhưng mà Chúa đã sắp đặt thì nó sẽ trật tự. Và khi mà Chúa Giêsu trở lại làm vua đó, như vậy đó, là sẽ trật tự trở lại. Chứ sẽ dẹp hết ra những cái gì trên mặt đất này, đốt ngọn lửa, rồi Chúa sắp đặt lại hết, rồi Chúa cai trị trong sự công bình và sự bình an. Tôi xin chấm dứt phần này ở đây. Tôi khuyến khích mấy chị em chỉ nhớ cái câu mà Chúa Giêsu nói, chỉ có một việc cần mà thôi. Khi tôi thức dậy mà tôi bắt đầu tôi làm gì rồi á, nè cái câu này, Chúa chỉ có một con làm đó đi. Mình cái đó là quyết định của mình. Mary chọn nha, Mary chọn phần tốt, không ai cắt lấy được. Chắc chắn là cái giá trị nó sẽ còn mãi mãi. Giá trị mà mình quyết định ở với Chúa nghe rồi, với Chúa học rồi, với Chúa còn càng học càng thấy cái Chúa làm cho mình khao khát á. Tại sao Chúa dựng nên em bé mình nè? Tại sao Chúa dựng nên để biết đói, biết khát, để ăn, để uống, để chi? Để mà khỏe đó, để có sức khỏe. Thì trong tâm linh cũng vậy, Chúa cũng tạo cho chúng ta có cái sự đói khát thì đến mà nhận lấy nước và bánh hàng xóm. Những gì mình liên quan đến lời của Chúa, mình cũng đọc trong lời của Chúa, mình sẽ thấy là điều nối kết với sự sống đó. Chúa có lời của sự sống đời đời, đó là Chúa nói. Chúa Giêsu nói ở trong Giăng chương 3, 6 câu 63 là cái xác thịt thì không ích lợi gì hết,
là thần linh mới làm cho sống. Lời của ta là thần linh và sự sống. Chúng nói khẳng định, nhưng mà chiều nay chúng ta sẽ học thêm. Tôi đã có cái phần của sách Thiên 119 mà tôi dùng bằng bản chịu đến với chị em. Mình sẽ chiều nay mình sẽ dùng một phần của những cái đó với chị em sẽ tập á, và là sẽ nói thêm về cái lời của Chúa, cái sự hữu hiệu hay cái phương cách để chúng ta giữ cái điều đặn. Và tôi chắc chắn là lời của Chúa bổ ích, yêu làm cho ta yêu mến Chúa, hữu hiệu cho Chúa, xanh bông trái theo vị tiết và xanh thật là nhiều để Chúa được vinh hiển. Thấy không? Tại vì mình biết đó là điều quan trọng nhất. Thế phải tôi có được cái gì trong đó hay không? Tại sao tôi làm cực nhọc mà tôi không thấy gì hết vậy? Thế mình lấy cho Hội Thánh á, chúng tôi Hội Thánh cũng nhỏ không phải lớn, và hồi trước thì cũng đau, xong rồi người ta bỏ đi hết. Không phải là vấn nạn lộn, nhưng khó chứ có những chuyện khác thu hút thì nó trở thành nhỏ trở lại. Chúng tôi làm 30 mấy năm rồi thì mình cũng sao sao mình suy nghĩ làm để sao thấy mình chưa cân nhắc à, chưa cân nhắc là Chúa là đâu, là người cho đến mình chỉ trung thành mà thôi. Mẹ xin mời quý và chúng tôi cùng đứng dậy. Chúa Giêsu, Chúa Thầy Giang, Chúa Chân Con, Chúa Hạng, lời của Chúa có cho các con mỗi phụ nữ, chúng con có bây giờ luôn luôn bên cạnh chúng con. Chúng con xin cảm ơn Chúa rất là nhiều, khi chúng con biết rằng chúng con có ơn phước quá nhiều mà chúng con có sẵn. Nguyên cái bộ Kinh Thánh chứ không phải chỉ như Mary chỉ nghe được một phần mà thôi. Vậy mà cô Mary đã đến với Chúa, làm cho thấy mẫu mực sáng rực ở trong cái bầu trời của tình lành. Và chúng con cũng vậy, muốn như vậy. Chúng con muốn biết Chúa, chúng con muốn nghe thấm nhuần rồi mỗi phụ nữ của chúng con sẽ đi ra cuộc đời của mình bận rộn, nhưng mà chúng con để ơn Chúa dạy cho chúng con lời của Ngài, đó là điều cần hơn hết. Rồi những chuyện khác chúng con sẽ làm, con biết cái gì là đâu sẽ là đó, để làm cho người dân của Ngài chúc phước cho lời của Chúa trên đời sống các chị em chúng con sáng hôm nay và những ngày sắp tới nữa. Không đổi đây là ngày mà con nguyện thân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Nghe nói là chị trưởng ban cho biết là chúng ta sẽ chụp hình như này phải không? Là tại vì ở ngoài nắng quá, thành ra sợ có những cụ rồi mình ra ngoài đó nó mệt á, thành ra bây giờ mình chờ mấy ông qua rồi mình sẽ chụp hình ở tại nơi đây. Bây giờ con muốn sắp trước không? Đứng như này, mấy ông đứng ra trên mình đứng như này hả? Vậy không mình vậy thôi, bây giờ mình sắp trước đi ha, để mấy ông lên cho nó chắc lẹ hơn mình đó. Yeah.